Tín là tin những lời Phật dạy, hạnh là thực hành sáu chữ hồng danh, nguyện ngày sau đắc quả vô sanh, cứu sinh chúng còn trầm luân trong sáu nẻo. Tín hạnh nguyện là bí quyết tu hành tuyệt diệu của pháp môn Tịnh Độ, là thuyền bè đưa chúng sanh qua bờ giải thoát. Tín hạnh nguyện là hành trang về cõi Phật, và Phật dung thông cảm ơn.
hành công phu niệm Phật, muốn được nhất tâm thì phải quét sạch bụi trần, muôn cảnh giảm duyên hại có bên ngoài, để tâm không chiếu soi lìa dây ai, dùng tinh thần nhiếp tu quyết không theo mê tình đạo điên, nên quán rằng thế gian phù du sinh khởi niệm trần chỉ là quyến tâm mà thôi. Mình còn đàn công ơn trên báo tướng trọng ân với tận tường không còn chạy theo quyến tâm niệm xa. Tất cả nỗi thống khổ ở thế gian không gì hơn sanh tử. Một hơi thở ra không trở lại là đã ngàn thu vĩnh biệt. Nếu còn bể cánh trở
hồng trần quyết định giảng sanh. Khuyên người hãy sớm lo tu, ngày đêm niệm ở công phu vuông tròn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này dạ cùng thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 2019 âm lịch, tại Tô Đình Hộ Pháp Cộng Tu ngày Chủ Nhật. Chúng ta tiếp tục học tập. Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Học đến tập 25 A Di Đà Phật. Quý Phật tử, mỗi tuần Chủ Nhật tập trung về Tổ Đình Hộ Pháp cộng tu một ngày, chúng ta thấy chùa càng ngày càng rất là đông. Những ngày Chủ Nhật, những ngày lễ càng ngày càng đông. Quý vị đi về một cái nơi nào đó mình tu hành, mình cũng có thể nhận thức được nhân sự sống ở nơi đó. Từ quý thầy trong chùa, quý cô, quý chú ở trong chùa phục vụ mọi người quanh năm, họ là người niệm Phật. Quý vị thấy rằng họ sắp xếp chúng cũng chân chắc thật thà, lời nói đơn giản. Thí dụ như giờ sắp xếp trước công chúng này thì những đức lựa ông thầy nào nói chuyện dẻo dẻo miệng chút, nói chuyện ngon lành chút, lên đứng để sắp xếp chúng, đúng không? Nhưng quý vị coi rằng là 8-9 anh em trong chùa thì cứ xây dòng chú nào cũng được trước công chúng nói chuyện. Và dưới cái tâm tư của mình, dưới cái bản tính của mình, sao mình cứ bộc bạch nhiệt tình vậy đi. Đừng có bẻ mồm bẻ miệng dẻo mồm, mà mình thì không có làm thật. Trong Phật Pháp cái đó không có gọi là thật chắc. Mà cái thật chắc là con người này mình sao mình ra vậy, mình phải thật lòng. Nên cái chú mà ổng đứng, ổng sắp xếp chúng, ổng niệm Phật với quý vị, ổng nói chuyện quý vị thấy đơn giản mà không có qua vèo gì hết. Mà muốn qua quèo cũng không biết. Thôi thì ông quèo sao thì ông quèo vậy đi. Đó, đó là thật nhất mà cũng dễ xấu. Vậy đó nghe. Mà người ta tin tưởng mình á, người ta tin tưởng mình á, nhìn cái tướng người mình tin người ta ngộ vậy đó. Nó có một cái âm đức gì. Bởi vì Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói một câu, nói rằng là người khờ có phước khờ, khờ có phước khờ. Nên mình là người tu, mình phải sống thật, sống đúng với lương tâm của mình. Người ta biết hết, ai cũng là người thông minh hết. Mình làm thật, mình làm thiệt, người ta tin, người ta biết. Không cần khoe, người ta cũng biết nữa. Đó. Rồi quý vị đi xuống dưới nhà ăn, các cô trong chùa phục vụ, các chú cư sĩ phục vụ buổi trưa khi đem chiếu mền đồ trải ra cho mình. Một số người ở lại ngủ buổi trưa một chút xíu rồi tiếp tục tu nữa, quý vị thấy. Cả chúng trong chùa mình
Quý vị có đưa tiền cho họ, họ có không nhận? Vì sao? Vì trong đây đã lo đầy đủ hết thì nhận gì nữa vậy? Khi những đức mới đi tu, những đức đến một ngôi chùa lo cho những đức hết trơn. Những đức tâm đắc lắm, rất là tâm đắc. Và trong lòng mình suy nghĩ rằng một ngôi chùa mà lo cho chúng hết gì nè, mới có cái người mà người ta muốn tu ở trong đây. Vì mình lo cuộc sống cho người ta hết rồi thì người ta không có bận tâm chỗ đó, người ta mới tu được. Còn nếu như mình đi tu mà bây giờ mình vô một ngôi chùa mà bây giờ mình phải xin tiền gia đình để lo cá nhân cuộc sống vậy thì làm sao mà quý vị tu được đây? Mà người ngoài đời làm sao người ta tin mình? Mình đi tu rồi bây giờ mình phải bận tâm phiền phức đến những người khác nữa, đúng không? Nên một ngôi chùa mà lo cho chúng ta cuộc sống hết trơn luôn á, thì tự nhiên người ta nhiệt tình, người ta gắn bó với ngôi Tam Bảo đó mà người ta nhiệt tình, người ta không có suy nghĩ vật chất gì. Và đạo tâm ta càng ngày càng phát triển. Đạo tâm nó thuần thục là do ngay cái chỗ nó phải có thời gian để gầy dựng cái tâm đạo tu hành. Còn nếu như mỗi ngày nó lo cơm ăn áo bận thì sao quý vị tu đạo được đây? Đó. Nên tất cả quý thầy trong chùa mình, quý vị có đưa tiền họ cũng không nhận. Họ nói rằng quý vị bỏ thùng Tam Bảo đi, Iran luôn. Rồi các cô dưới bếp quý vị đưa tiền cho họ, tuyệt đối không bao giờ nhận. Mua quà cho họ, họ có dị vị họ cầm, họ cũng đưa xuống cái kho trong nhà bếp này. Nhưng mà tốt nhất mình đi đến chùa mà một cái ngôi Tam Bảo như vậy, mình phải giữ ngôi Tam Bảo cho nó sạch. Mình đi đến đây mình cúng dường là mình cúng dường Tam Bảo, phóng sanh làm tượng Phật, có mấy cái thùng mình tùy tâm bỏ vào chứ tuyệt đối không có đưa cho ai, hoặc là không có mua quà cáp cho ai, hoặc là mình á chạy xe vào cổng chùa mỗi tuần người ta giữ xe cho mình, rồi mình mua một món quà mình tặng cho cái người giữ xe đó. Làm vậy là sai nghe không? Sai hoàn toàn đó. Tại vì người ta có trách nhiệm giữ xe, đây là cái việc của người ta phát tâm tu. Còn mình là có cái tâm đến đây tu, chứ không phải là đi mua quà đưa cho người đó. Mình mua quà đưa cho người đó là mình tập người đó thành cái quen là làm cái việc này sẽ có cái chỗ đó gì. Rồi những người kia họ không được, họ sẽ có tâm phân bì. Cái ông kia được vậy vậy, chắc ông kia với bà này sao sao nè. Nên mỗi lần đến cái mua cho lon bò hút, lon bảy úp gì uống, đúng không? Làm điều này là hoàn toàn sai lầm. Tại vì cái nơi người ta đã đưa lên cái quy chế như vậy rồi. Thí dụ như quý vị đi đến một ngôi chùa nào mà chủ trì không lo cho chúng, thì chúng trong đó người ta khó khăn thì quý vị giúp đỡ người ta thì cái điều này cũng là đúng đi. Nhưng nếu quý vị đến một ngôi chùa mà người ta lo hoàn toàn cơm ăn áo bận bệnh hoạn đến chết, lo hết luôn, vậy thì mình đi dính tay vào cái chuyện của nhân sự người ta làm gì? Cái này là hoàn toàn sai lầm, làm không đúng, mà còn làm phiền phức cái người lãnh đạo người ta quản lý trong ngôi Tam Bảo đó nữa. Nhớ nghe, đây đại chúng nghe rồi khắp nơi nghe được, mình đi đến đâu mình phải nắm được cái nguyên lý sống ở nơi đó thì mình làm rất là đúng. Quý vị biết rằng là những đức lo cho mấy trăm cụ già ở đây mà các cụ khỏe được là nhờ cái gì quý vị biết không? Là nhờ các cụ mỗi ngày hưởng được cái pháp vị tu hành đó. Và sáng nào những đức cũng nói chuyện hết trơn á. Quý vị thử mấy trăm bà cụ này mà quý vị mướn chừng 10 vị bác sĩ, rồi quý vị có một cái phòng thuốc thiệt là to, rồi cần là khám bệnh. Nhìn cái hình thức thế gian thì rất thương các cụ già đúng không? Nhưng sâu sắc vào nội tâm bên trong á, là quý vị đang gầy dựng cho mấy bà già này bệnh á. Ôi ơi, 10 năm nuôi người già nè, kinh nghiệm cứng mình nè. Thì ra là tuổi già là do cái nhân bệnh để trước mặt nên nó mới bệnh. Nên những đức ở đây quá cứng cỏi nên quyết định mạnh mẽ được, nên mấy bà già trong chùa mình bà được rèn luyện cái sức khỏe tuổi già. Nên mấy bà cụ mình sôi sỏi à, rèn cái năng lượng lực này rồi, đến khi mà mấy bà già mà bà cặn tử nghiệp đó, nhờ cái năng lực này mà bà niệm Phật bà đi được nhẹ nhàng đó quý vị. Còn quý vị đi đến đây mà quý vị mua thuốc men đưa cho mấy bà là quý vị hại những đức đó, hại mấy bà đó, làm chuyện tầm bậy. Ở đây đâu phải những đứa không có tiền mua thuốc cho mấy bà già uống. Thuốc người ta cúng thùng thùng đem chở đi chỗ khác kìa. Do những đứa rèn luyện rồi, cái chuyện mấy bà cụ không uống thuốc. Còn trong đây có vài bà cụ mà mấy bà mà không theo quy chế này là do chính cái tâm của bà mà quý vị bỏ vào chỗ đó là quý vị hại bà già này.
làm cho bà mất đi cái tín nguyện của bà, về sau cuộc đời bà khó ra đi dữ lắm quý vị à. Nếu bà mà ở đây được là sau này bà sẽ thấy được rằng cái danh hiệu Phật A Di Đà thù thắng như vậy. Mà chư tổ nói rằng cái danh hiệu Phật A Di Đà là Đại Y Vương, là vua của các vị bác sĩ, là Phật A Di Đà. Chị bệnh thân, bệnh tâm, chị luôn cái bệnh trầm luân của vô lượng kiếp, đi đến thế giới cực lạc, chấm dứt luân hồi, mà danh hiệu Phật A Di Đà này có thể giải quyết tất cả những vấn đề đó. Nhớ. Nên lâu lâu nhà Đức nhắc qua chuyện này cái quý vị Phật tử về chùa đừng có nói là tội nghiệp người ta trong đây. Ôi ơi, người ta không dính ngũ dục lục trần, cái này mới là kẻ đáng quý mà mới sống an vui hạnh phúc. Chứ đem cái đó mà đưa cho người ta là khổ đau. Quý vị thấy có nhiều người giàu khổ te tua đúng không? Càng giàu càng khổ. Quý vị nói họ ăn sung mặc sướng, đi xe hơi, rồi nhà cao cửa rộng sung sướng hả? Quý vị đi tìm hiểu thôi coi sung sướng đến cỡ nào. Hay ra không được, chỉ có người tu hiểu rồi mới an vui thôi. Sống đơn giản mà an vui. Nhờ đó nên nghe như vậy rồi đi vào trong chùa này tuyệt đối không có tặng quà cáp, không có mua cái gì cho người trong chùa này cái gì chứ á. Những đức sống như thế nào là họ sẽ sống như vậy đó. Nhớ đó, cả chúng trong chùa này gầy dựng được cái tâm này thì người ta mới tin ngôi Tam Bảo này đem tịnh độ hoàn truyền. Quý vị muốn giúp cho Phật Pháp hưng thịnh không? Muốn đúng không? Muốn thì phải cho cái ngôi Tam Bảo này nó khuôn khép vô cùng, người ta mới tin tưởng tịnh độ. Quý vị biết rằng Pháp môn tịnh độ này, nếu một người mà ảnh hưởng, mà người này mà chịu công phu tu với chúng rồi khuôn khép mình với chúng á, nghe trời ơi, phổ biến tịnh độ này rộng lắm. Chỉ sợ là không chịu gần gũi với chúng, không chịu khó khăn với chúng, nên cái sức ảnh hưởng của họ lớn mà họ đi quay qua làm những cái chuyện mà khác Phật Pháp dạy à. Nên những đức thấy rõ ràng trong Phật Pháp này đúng là thân giáo quan trọng thiệt. Chính mình phải chịu khó, chịu cực, người trên phải chịu tu hành. Rồi mình không có cái tâm nặng về vật chất tiền bạc, không có cái tâm nặng về danh tiếng, vậy thì quý vị đem Phật Pháp hoàn truyền được rồi đó. Người ta tin dùng liền. Đây là cái chỗ 100% là như vậy. Dù ngôi chùa không phải ở mặt tiền, người ta cũng đến đông nữa. Còn ngôi chùa mà ngay mặt tiền, ngay thành phố lớn, nhưng nếu quý vị mà không tu hành, cái ngôi chùa đó cũng vắng tanh như chùa Bà Đanh. Tại vì vô đốt nhang cầu xin quỳ quỳ lại lại, ai mà đi đến cái nơi vậy? Cái nơi như vậy nó không có cái sự giá trị. Phải nhớ đó. Nên khi mình nghe như vậy rồi, quý vị mới thấy Phật Pháp là một nền giáo dục trí thiện viên mãn đó quý vị. Đặc biệt lắm. Có một cái cô này cô gặp Như Đức, cô nói những đứa một câu gì nghe thì nó cũng có tình có lý. Cô nói từ khi mà thầy xuống Vũng Tàu tới giờ là làm tượng Phật tặng cho Phật tử, suốt mấy năm nay biết bao nhiêu pho tượng Phật mà nói, ở đâu mà thỉnh hoài mà từng nào cũng thỉnh hết trơn mà vẫn không đủ. Sao thầy không suy nghĩ lại, thầy lấy cái tiền làm tượng Phật đó, thầy đi giúp cho người nghèo khổ đi. Chứ làm tượng Phật chi mà từng nào cũng đi làm chi mà ở đâu mà thỉnh hoài vậy? Thầy cho cái người ta khổ, người ta đang nhiều người khổ quá kìa. Thì những đức nghe cậu nói chuyện vậy, những đức cũng ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Tự nhiên sao những đức dạch cái quyển sách của Hòa Thượng mà Lờ Pháp Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không, mà tự nhiên ai đưa những đức quyển sách này, những đức dạch ngay cái đoạn nha. Hòa Thượng này nói nè: tạo tượng có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta hiểu và sửa sai. Nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc bao dung, chúng ta liền nghĩ mình chưa bao dung, sinh tâm hổ thẹn mà quyết tâm học tập theo Ngài. Ý nghĩa của công đức tạo tượng so với cứu giúp người nghèo khổ sâu xa vô cùng. Danh hiệu Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Vô Lượng Vô Biên, biểu trưng trí tuệ của tự tánh vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên, tướng tốt vô lượng vô biên. Ý nghĩa giáo dục là như vậy. Phật giáo là trường đại học đầy đủ các khoa, nhưng chỉ dùng danh hiệu Phật Bồ Tát làm đại diện. Nó là giáo dục mà không phải là tôn giáo, là trí tuệ nghệ thuật mà không phải là mê tín. Nơi nào phổ biến giáo dục Phật Pháp, nơi đó không có người
nghèo khổ phương cách cứu giúp này mới diệt để, vì mỗi người đều có tâm thiện, nghĩ thiện, làm việc thiện, mỗi người đều có thể hiến dâng mình vì xã hội, vì chúng sanh tạo phước, thì thế giới này là thế giới của hạnh phúc. Đem tiền đi cứu giúp người nghèo khổ là việc tạm thời, còn dùng tiền để tạo tượng hằng dương giáo dục của Phật Đà mới là cách cứu giúp lâu dài, triệt để và viên mãn nhất. Kinh Phật nói, dùng bảy báo của đại thiên thế giới đem cứu khổ, cứu nạn, công đức đó không bằng khuyên người có tâm vì tất cả chúng sanh, nói chỉ vỏn vẹn bốn câu kệ khiến người khai ngộ. Cứu tế không thể giải quyết vấn đề vì đời sống dựa vào cứu giúp. Phật không dùng cách cứu tế để giúp đỡ người. Ngài dạy chúng ta mở trí tuệ, có năng lực dạy chúng ta tự sản xuất, không những có thể nuôi sống mình mà còn có thể giúp ích xã hội. Vì vậy, lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp là vô lượng vô biên. Tiếc là ngày nay rất ít người giảng giải, rất ít người phát huy rộng rãi, nên khiến mọi người trong xã hội hiểu lầm. Đây cũng là lỗi của bốn chúng đệ tử Phật môn chúng ta, do chưa làm hết trách nhiệm. Chúng ta lấy lời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giải đáp đó, đọc ra là giải đáp rồi đó. Nên khi mình làm cái gì mình phải hiểu, nơi nào có giáo dục Phật Đà, nơi nào có tu hạnh giải thoát, thì nơi đó nhân dân con người sẽ được giáo dục tự biết lo làm ăn, rồi còn biết giúp người khổ nạn. Còn nếu như chỉ đem cho ăn mà không giáo dục, như vậy thì con người này cả đời là kẻ vô dụng, không biết tự sản sinh ra cuộc sống thì làm sao nghĩ đến người khác. Dù họ có giàu có đi chăng, nhưng họ chỉ là biết bo bo của cải, không nghĩ đến người khác. Như vậy thì cái việc tặng không, không dạy, làm sao sánh bằng cái việc giáo dục của Phật Đà. Nên đời của Đức Thế Tôn không làm việc đi bố thí cúng dường, mà làm việc dạy con người mở mang trí tuệ, nhìn nhận tin sâu nhân quả, để cuộc đời của họ có thể tự sản sinh qua vật chất và có thể tự làm siêng năng và chấp nhận cái số mệnh nghèo nàn vì đời trước không bố thí cúng dường, mà đời này chịu nghèo nàn như vậy. Nghe giáo pháp rồi biết được đời trước của mình keo kiệt, không biết bố thí cúng dường, thì đời này có tâm bố thí cúng dường từ nội tài ngoại tài, từ tâm đó mà chân thật làm, thì phước duyên từ tâm phát triển thì gia đạo sẽ phát triển. Đó là chỗ giáo dục của Phật Đà mà phát triển được tư tưởng không hiểu của mọi người. Nên đem giáo dục của Phật Đà để mà giáo dục chúng sanh, đây là chỗ trí tuệ và đây là phước duyên mà cho tất cả chúng sanh được nương nhờ vô cùng thù thắng. Quý vị đi tu 10 năm đi đến chùa không nghe giáo dục, không bằng người đi đến chùa một ngày nghe giáo dục. Cho quý vị biết đó, 10 năm đến chùa không nghe giáo dục trở thành tà chi tà kiến nặng nề, trở thành những con người đấu lý với mọi người, sân si ích kỷ vì không nghe giáo dục. Còn một người này đi đến chùa một buổi nghe giáo dục, người ta nắm được phương thức giáo dục của Phật Đà như thế nào, đi đến chùa phải làm gì, phải nghe giáo dục, phải công phu tu hành như thế nào, có công thì mới có quả. Khi có một ngôi chùa ở địa phương đó mà có giáo dục như vậy thì phước lành của chúng sanh ở địa phương đó lớn. Xuất hiện một ngôi đạo tràng có tu hành, có giảng dạy, đây là phước duyên vô cùng lớn cho chúng sanh ở địa phương đó. Hãy nhớ. Còn khi ở địa phương đó rất nhiều ngôi chùa nhưng mà toàn bộ không có giáo dục, như vậy thì không nói là có phước. Vì không có giáo dục toàn bộ là quyên góp, toàn bộ là quyên góp để tạo chùa to Phật lớn nhưng không dạy người. Như vậy thì xây là một ngôi chùa cao Phật lớn mà không giáo dục,
Như vậy thì xây ngôi chùa này lên để đem tất cả con cháu ma ba tuần đem vào ngôi chùa đó, để mỗi ngày nó làm chuyện bậy bạ trong đó, để ăn sung mặc sướng trong đó, để phá đạo của Thế Tôn. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Còn nếu nơi đó mà có giáo dục thì con cháu ma ba tuần cũng sẽ được ảnh hưởng sự giáo dục của Phật Đà, mà nó sẽ quay tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm mà lo tu đạo. Nên chỗ giáo dục là chỗ tuyệt diệu mà Đức Thế Tôn cả cuộc đời 49 năm thuyết pháp. Giáo dục là chỗ rất quan trọng. Mà mỗi tầng đi đến đây nghe là gì? Là để bồi dưỡng. Những đức một tầng rèn luyện cái gì? Niệm Phật. Từ sáng tới bây giờ những đức cứ là niệm Phật suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ 2 giờ sáng thức dậy công phu, xong nói chuyện một tiếng đồng hồ, xong đi về giặt hai bộ đồ, xong đi phơ đâu vào đó hết, xuống nhà ăn cơm xong rồi tiếp tục lên niệm Phật tới bây giờ rồi qua đây nói chuyện. Toàn bộ là dụng công niệm Phật, đi vòng vòng từng hai khu tăng niệm Phật, đi vòng vòng vậy đó. Vừa niệm Phật mà vừa coi công việc xung quanh chùa, cần cái gì sắp xếp, nghe mấy chú bên đây sắp xếp đại chúng sao sao, những đức đều là nghe và biết sự việc bên đây sao sao hết, để điều tiết chúng trong chùa, vừa tu được mà vừa sắp xếp cho chúng được, gọi là tự lợi và lợi tha. Chứ đâu phải 2 giờ phía thức dậy công phu xong rồi về bên đó ăn cơm, có một mâm cơm để sẵn, đi xuống cái nhà bếp ăn cơm y rang như các cụ già trong chùa. Phải như vậy. Rồi xong về bên phòng là phải niệm Phật chứ không được nằm ngủ. Chứ không phải nói rằng là ngủ một giấc để cho nó khỏe một chút qua giảng, không có. Ngủ xong á là nó trở thành con heo mập, qua là nói chuyện con heo, chứ làm sao nói chuyện Phật Pháp. Hồi sáng tới giờ niệm Phật mới qua nói cho quý vị nghe gì nè. Chứ nếu hồi sáng tới bây giờ mà ngủ thì con heo mập này sẽ qua nói cho quý vị nghe cái chuyện gì? Cái chuyện ăn ngon ngủ yên. Chứ nó đâu có nói cái chuyện giải thoát. Vì con heo mập này làm sao mà nói chuyện giải thoát được? Vì nó ăn nhiều ngủ nhiều thì nó nói chuyện cái chuyện là ăn nhiều ngủ nhiều. Quý vị ăn pháp thì nói pháp, mà quý vị ăn nhiều ngủ nhiều thì nói cái chuyện ăn nhiều ngủ nhiều là gọi là sống hưởng thụ, sống sung sướng. Thì hướng đến chỗ nào thì ra chỗ đó. Đó. Quý vị thấy chúng ta nói Phật pháp gì dễ hiểu không? Nên mình là người biết tu, sống chỉ cần theo cái nguyên tắc của cuộc sống thôi là tu được rồi đó. Nên làm tượng Phật là cái giá trị thù thắng, phải hiểu. Suốt 5 năm nay biết bao nhiêu pho tượng Phật mà nói. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm có 600 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Những đức làm 500, có người nó cúng cho thêm 100 nữa, là 600 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà ai mà cúng làm tượng Phật là có những người người ta biết cái chỗ những đức làm tượng Phật, người ta tự gọi điện thoại lại đó rồi người ta gửi tiền luôn. Rồi tượng Phật người ta cứ gửi những đức là những đức tặng. Làm như vậy cũng tuyệt nữa đó. Làm như vậy rất là tuyệt vời. Còn có mười mấy ngày nữa chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó quý vị. Từng nào những đức cũng nhắc đó, thấy không? Những đức làm cái gì là những đức có tâm quyết lắm. Mình tuy nhỏ nhưng mà mình làm cái gì mình có cái tâm huyết cái việc đó dữ lắm. Chương trình lại Bồ Tát Quán Thế Âm là chương trình lớn mà. Mà quý vị nghĩ mình có cái duyên mình qua bên Đại Tùng Lâm mình lại cũng là cái nhân duyên thù thắng quý vị. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này mình nghĩ rằng là Đại Tùng Lâm là chắc là đại tự lớn ha. Quá lớn luôn hả? Vậy mà mình được qua bên đó tổ chức lại Bồ Tát Quán Thế Âm và tới vía Phật A Di Đà Hòa Thượng cho những đức qua bà tu chức nữa. Bên đó nhiều phương tiện, có cái nhà to anh bự, rồi xong lễ Phật xong đi kinh hành, đi thẳng qua bên cái hồ Liên Trì, đi vòng vòng kinh hành chỗ đó rồi thả qua đăng xuống hồ. Với Di Đà ngày 16 tháng 11 âm lịch, rồi ngày 17 tháng 11 âm lịch thì chúng ta tổ chức bên hộ pháp bên đây là 2 ngày liên tục luôn. Rồi vía Quan Âm thì lễ ngày 18 tháng 9 âm lịch, còn mười mấy ngày nữa tới nè. Bên Đại Tùng Lâm 500 danh hiệu quý vị nên hưởng ứng phong trào này.
để đem tịnh độ này hoàn truyền đi rộng quý vị. Nương vào cái nguyện lực của Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngài đội Phật A Di Đà trên đỉnh đầu để mà giới thiệu pháp môn tịnh độ. Ngày 18 lễ Minh Đại Tùng Lâm, bây giờ phát tâm và chuẩn bị xin nghỉ 2 ngày đi. Thấy 2 ngày đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm không có một cắt bạc nào, nhưng mà vô hình chung không đơn giản đâu nghe. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mà cùng với cả một cái hội chúng đông người vô cùng để cùng phát âm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị đừng bao giờ sợ rằng nghe 1000 lại là sợ, đúng không? Quý vị lễ 500 lại đầu bên Đại Tùng Lâm còn mệt hơn là lại lần thứ 2 500 lại bên hộ pháp. Những đức lại 1000 lại, những đức có kinh nghiệm. Lại bên Đại Tùng Lâm bữa đầu thì mình còn hơi mỏi mỏi chân chút nha. Qua bên hộ pháp lễ bữa thứ 2 là nó nhẹ như bay. Đó. Đây là kinh nghiệm lễ 1000 lại rồi. Tháng này chúng ta lại luôn 1500 lại đó. Là những đức vừa lại 500 lại xong rồi đó. Mới lại 500 lại thu âm thu hình một cái điệu lại mà cái ngày 17 là những đức để lên cái trang mạng đầu tiên nhất chân thành niệm Phật vô lượng thọ của mình, là để cho người khắp nơi nơi như ở nước ngoài rồi người ta không đi đến đạo tràng lại được, ta bắt lên ta lại thu âm thu hình đặc biệt 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và sau này tất cả những chiếc máy đều có 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong chiếc máy MP3 hết luôn. Cách này là cách phổ biến rộng luôn. Và điệu lại 500 danh hiệu của đó, những đức thu âm rõ ràng đặc sắc, đúng là Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ. 500 danh hiệu mới lại xong rồi đó. Rồi bắt đầu là ngày 18 lại bên Đại Tùng Lâm 500 danh hiệu, ngày 19 qua bên hộ pháp lại 500 danh hiệu. Vậy là trong tháng này lại được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mình còn khỏe mà, dùng cái sức khỏe này để tu, để mà đẩy lùi lại tích tụ cái năng lượng tuổi già tuyệt. Còn nếu dùng cái sức khỏe này để đi kiếm tiền, như vậy thì tích tụ cái tuổi già mình là tiền không cầm theo được, mà nghiệp thì nặng nề. Tiền không cầm được mà nghiệp thì nặng nề đè mình, nhẵn mình rớt xuống dưới. Còn nếu dùng cái sức khỏe này để mà tích tụ công phu niệm Phật lễ Bồ Tát Quán Thế Âm để hồi hướng về thế giới cực lạc, như vậy thì nghiệp tiêu phước tăng, mà phước tăng mà có cái nguyện sanh cực lạc, như vậy thì chúng ta nhẹ như khói, khói nhẹ bay lên, tàn nhang nặng rớt xuống. Người mà tích tụ tiền là tàn nhang, còn người mà tích tụ đức để cầu sanh cực lạc là khói nhang. Quý vị chọn đi. Nên có một người mà phát tâm tu, có một ông thầy mà chịu tu với quý vị, đây là điều quý của quý vị đó. Quý vị đi nhiều chùa, quý vị thấy ông thầy nào mà chịu tu đến mức mà bỏ mạng với Phật tử? Quý vị thấy rằng có từng chủ nhật nào mà những đức nói chuyện xong mà những đức không tu với quý vị không? Quý vị đi coi nhiều vị giảng sư ai tu với quý vị? Giảng cho quý vị nghe là may lắm rồi, một thời giảng cho ai mà đi tu chung. Nhưng mà những đức nói rằng tôi tu chung tôi mới giảng được. Tu chung mới giảng được, vì nó có một cái ăn tình đặc biệt và nó có một cái nhân duyên thù thắng. Về sau nó càng ngày nó càng buộc ràng với nhau để cùng tu hành hướng đến thế giới cực lạc. Quý vị biết rằng cái chuyện giảng pháp này là do công phu đó mà nó thu giúp chúng được đó. Chứ quý vị có học nhiều, quý vị chỉ nói cái văn tự mà không hành trì, toàn bộ là văn tự chết. Còn nếu quý vị mà có hành trì tu hành là quý vị nói văn tự sống động. Văn tự nó sống động, nó đi vào từng con người nghe được văn tự sống động. Còn nếu cái văn tự chết thì quý vị nói vào một số con người phù phiếm, họ nghe họ phái chí mà họ không làm được. Thí dụ như quý vị nghe một buổi thuyết pháp rất hay, nhưng nếu nó không có một cái pháp tu, quý vị nghe rất hay. Rất hay giống như nghe một bài ca cổ, một bài nhạc rất hay. Quý vị nghe 20 năm khổ vẫn là khổ, vì sao? Vì nó không có một cái pháp để quý vị an tâm. Còn quý vị nghe cái pháp sống động mà có một cái pháp tu, như vậy thì trước nhất là nó cởi mở tâm trước, rồi nó mới len lỏi cái pháp tu bỏ vào cái tâm đó. Và trong cái tâm đó nó quay hoài cái pháp tu này,
khi nó quay lâu ngày câu Phật hiệu này, cứ Ai Di Đà Phật là một cái pháp môn tịnh độ đặc biệt. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, cứ quay hoài trong tâm Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Rồi đến khi tự nhiên cái chuyện chồng vợ con cái nó đến làm phiền mình, nó gầy gà mình, nó chửi mắng mình, hoặc người ta giật cổ mình, thì tự nhiên cái tâm phiền não vừa đến cái là nhờ mỗi ngày rèn trong tâm Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật này. Cái chỗ đó vừa đến một cái là câu Ai Di Đà Phật giải mã cho đó, giải mã cho đó. Nên một cái pháp trụ tâm để giải quyết phiền não, đây là tuyệt vời trong Phật pháp. Nên tu hành phải nghe được là cái hay, nó phải có một cái pháp mà chính mình ở đâu cũng tu được. Nếu nói rằng ông thầy này giảng pháp mà mình chỉ có nghe ổng và ổng nói rất hay, chạy theo ổng, như vậy thì tiêu rồi. Ông thầy này giảng pháp hay, phải đưa một cái pháp cho Phật tử tu. 1.000 người nghe là 1.000 người tiếp nhận pháp. Như vậy thì 1.000 người hành trì pháp vẫn hơn là 1.000 người chạy tới một ông thầy, mê ông thầy mà họ không bồi dưỡng một cái pháp tu giải thoát cho chính họ. Những đức chia sẻ Phật pháp là không kêu quý vị chạy theo những đức, mà những đức muốn đưa cho mỗi người một cái pháp niệm Phật, để mỗi người ở đâu cũng niệm Phật được, ở đâu cũng tu được. Như vậy thì là cái pháp trụ tâm, đây mới là chỗ đặc sắc mà cấm pháp vào tâm mỗi người, từng nhà từng nhà. Người người niệm Di Đà là người người Di Đà, nhà nhà niệm Quan Âm là nhà nhà Quan Âm. Như vậy thì thế giới này hòa bình an lạc đó. Cái pháp tu là như vậy đó. Còn nếu như quý vị nghe cái hay vô cùng, nghe mùi tai vô cùng, nhưng nó không có pháp tu, phiền não đến lấy cái gì để chịu đây? Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ngủ cũng thiền, vô thiền nổi không? Thôi bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta có thể làm được nè. Đi cũng Ai Với Đạo Phật, niệm cũng Ai Với Đạo Phật, ngồi cũng Ai Với Đạo Phật, nằm cũng Ai Với Đạo Phật, nghỉ ngơi cũng Ai Với Đạo Phật, ngày ngày sống là Ai Với Đạo Phật, sống ngày ngày vui là nhờ niệm Ai Với Đạo Phật. Ai Với Đạo Phật là chính mình niệm được, là pháp này là pháp sống động mình tu được. Còn ngồi để im im, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, chúng ta ngủ thiền, mình tụng kinh chút còn ngủ gục, đừng nói chi mà ngồi vô không nổi rồi, đúng không? Nên Phật mới quyền ký rằng thờ mạt pháp, ức ức người tu hành mà không thành tựu. Có nghĩa là Phật nói không niệm Phật nên không có người thành tựu. Rồi Phật nói thêm một câu là di chỉ có những người niệm Phật có tín nguyện để cầu sanh cực lạc, thì người này giữ có Phật hiệu niệm cả đời, người này sẽ được giải thoát. Là người niệm Phật được giải thoát. Phật quyền ký thờ mạt pháp, căn tính chúng sanh chỉ có niệm Phật mới được đắc độ. Như vậy thì 49 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp, chủ trương của Đức Thế Tôn là vì chúng sanh nào? Vì những chúng sanh trong thờ mạt pháp. Vì sao? Vì chúng sanh thờ chánh pháp, thờ tượng pháp vẫn có đắc độ. Còn chúng sanh thờ mạt pháp, như vậy thì căn tính không thể nào mà tu thiền hay tu tất cả các pháp khác được đắc độ. Nhưng chỉ có pháp môn tịnh độ này mới độ họ về thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà khoát tâm tiếp dẫn, chúng ta khoát tâm nhớ niệm Ngài. Như vậy thì hai bên như sữa cùng nước kết hợp, chắc chắn sẽ được giảng sạch. Tuyệt. Nên phải phát lòng tin này cho chắc. Phát lòng tin này cho chắc thì sẽ nắm có Phật hiệu mà niệm. Vì thấy nói chuyện nói một chút hừng hực cái tâm chưa? Nói chuyện thầy giảng pháp mà nói vậy thấy rằng cái cách diễn xuất của mình không giống ai hết á, mà cũng không ai giống mình luôn nữa. Nó nên phải niệm Ai Với Đạo Phật mà niệm cho xuyên. Hồi sáng những đức nói một câu rằng niệm Phật á, một là tán tâm, hai là định tâm. Nếu định tâm thì không tán tâm, mà tán tâm thì không định tâm. Chúng ta phần nhiều một ngày niệm Phật đều hoàn toàn tán tâm. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà nói rằng con cả đời tin ta mà niệm, dù là tán tâm niệm cả đời giữ câu Phật hiệu này, con cứ niệm tán tâm, ta tiếp dẫn con vì cách tán tâm. Còn con niệm định tâm thì ta tiếp dẫn con vì định tâm. Nhưng con yên tâm, tán tâm hay định tâm, chỉ cần con về tới thế giới cực lạc thì con đều là nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa, một đời thành Phật. Đừng có lo, đừng có sợ. Vì sao tôi niệm Phật nhiều năm mà vẫn tán tâm? Vì chúng ta là ở cõi trần, chúng sanh nghiệp quả sanh về cõi trần, làm sao mà tâm định được? Đức Phật A Di Đà đã kiến lập ra thế giới cực lạc, phát ra đại nguyện rộng lớn mà mười phương chư Phật tán thán.
Chỉ cần những chúng sanh nghe được tịnh độ, chí tâm tin ưa thích niệm Phật, chịu niệm Phật và muốn sanh về thế giới của con, là ngài Bồ Tát Pháp Tạng lúc đó ngài quỳ trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai phát lời nguyện này. Bồ Tát Pháp Tạng là Tiền Thân Phật A Di Đà đó. Họ chịu niệm danh hiệu của con, muốn sanh về thế giới của con. Nếu con không tiếp nhận họ về thế giới Cực Lạc thì nhất định con không thành Phật. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà lấy cái nguyện của ngài buộc vào những chúng sanh của chúng ta, buộc chắc vào. Như vậy thì ngài thành Phật là do có chúng sanh về thế giới Cực Lạc thì ngài mới thành Phật. Nếu không có chúng sanh về thế giới Cực Lạc thì ngài không thành Phật. Đặc biệt chưa? Vậy thì bây giờ như thế nào? Cái người này tạo nghiệp gần hết cuộc đời, nên nguyện thứ 18 mới nói rằng từ 1 niệm đến 10 niệm là nói của ai? Của cái người gần hết cuộc đời không tu. Gần hết cuộc đời không tu mà cặn tử nghiệp, gặp thiện chí thức, nói về tịnh độ, nói về chỗ thù thắng của quốc độ an lạc của Đức Phật A Di Đà, mà người này phát tâm chịu niệm, niệm từ 1 niệm cho đến 10 niệm. Như vậy mà Phật A Di Đà dẫn tiếp dẫn người này về thế giới Cực Lạc. Còn những người mà cả đời niệm Phật làm gì không nhãn sanh? Từ 1 niệm cho đến 10 niệm là nói người mà cả đời không tu đó. Còn cái người cả đời niệm Phật thì chắc chắn cận tử nghiệp quý vị sẽ niệm được 1 niệm tới 10 niệm là chắc chắn rồi, không nói tới những người này. Những người này là chắc chắn vãng sanh rồi. Mà ngài ký gỡ câu này là ký gỡ cho những người cả đời mà không chịu niệm Phật, cặn tử nghiệp, gặp thiện chí thức, khuyên cho niệm Phật mà tin và chịu niệm được thành tựu. Phát triển cái tâm người niệm Phật như vậy. Đặc biệt nè, chỉ cần lão thật niệm Phật. Lão là gì? Lão là gia dặn chân thật mà niệm. Chân thật là như thế nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Làm cái gì cái miệng cũng thường nhép, cứ niệm Phật hoài, bất cứ lúc nào nhớ là niệm liên. Đó gọi là gia dặn lão thật mà niệm Phật. Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Chuyên là một câu Phật hiệu mà niệm, không có nghe người ta nói rằng thiếu, còn phải trì chú đọc cái này cái kia thêm đồ này nọ đồ mới đủ. Không có nghe, chỉ cần chuyên một câu Phật hiệu, gọi là nhất hướng chuyên niệm. Một câu A Di Đà Phật giữ cả cuộc đời, chắc chắn người này cặn tử nghiệp, Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Nếu Phật A Di Đà không tiếp dẫn người này, mà người này niệm được mà Phật A Di Đà không tiếp dẫn, như vậy thì ngài sẽ không thành Phật. Mà chính Kim Khẩu Đức Thế Tôn nói rằng ngài đã thành Phật 10 kiếp rồi. Chúng sanh ở 10 phương khắp pháp giới về rất là nhiều. Hồi nãy những đức vừa gặp cái chú này, cái bụng to đùng như vậy nè. Quen chú 2012 ở trên Đà Lạt. Có một bữa nọ những đức ra bên ngoài ngồi uống cà phê. Lúc trước ở trên kia thì xung quanh có quán nước, ra ngồi uống nước một chút xíu tự nhiên quen chú này. Mà chú là tay giang hồ thứ thật, suốt mấy chục năm giang hồ thứ thật luôn á. Khi mà sáng nào những đức cũng nói chuyện thì chú cũng đã quý những đức rồi, quý mình. Sáng nào trên đó những đức cũng nói chuyện chút một chút, chú quý những đức lắm. Và từ nơi những buổi nói chuyện buổi sáng có những đức trên đó vậy mà độ chú này và độ cả nhà chú này luôn á. Chú này quý những đức từ lúc đó. Rồi khi anh em ngồi nói chuyện với nhau, rồi chú quyết tâm chú bỏ cái nghề chích xì ke của chú 25 năm. Chích xì ke 25 năm, tay của chú là lặn hết tất cả những cái gân lặn hết. Rồi tới chích cổ, cổ của chú là khi mà lâu lâu mà cảm sốt đi đến bác sĩ chích thuốc á, thì bác sĩ đi tìm mấy cái gân hoài để chích mà không thấy cái gân nào chứ. Thì ông nói, ông làm bác sĩ mấy năm rồi, mười mấy năm rồi, ông đưa kim cho tôi. Cái ông mà chích xì ke chuyên nghiệp này, ông nói đưa kim ở đây. Ông nắm cái cổ, ông nắm một cái, bóp lên cái gân lòi lên, chích một phát vô cái. Ông chích một phát là xong rồi. Bác sĩ nói, ồ, ông bộ là bác sĩ chuyên nghiệp lắm sao? Đúng rồi, tôi bác sĩ 25 năm đó ông. Chích đến mức mà gân lặn sạch hết luôn. Gân lặn hết luôn. Và ở ngoài đời là bán xì ke luôn. Và tính ra người mà dùng mà sốc chết cũng nhiều người lắm.
và tay mà cũng là giang hồ thứ thiệt luôn á, bán xì ke luôn. Vậy mà nghe Phật pháp quay đầu vì đến cái mức cùng cực, và thấy cuộc đời mấy chục năm nó cứ lang bạc như vậy hoài, và khi có tiền cứ ăn chơi như vậy thôi. Cuối cùng á, như Đức nói chuyện mỗi buổi sáng á, tự nhiên ông lên sao ông nghe được trên tỉnh thất Quan Âm. Rồi cuối cùng ổng quay đầu rồi đưa vợ con vào trong đó, rồi bắt đầu là dẹp hết gia đình ngoài đó và quyết tâm tu hành luôn. Và từ đó tới bây giờ luôn chú vẫn là niệm Phật. Quý vị biết rằng cũng thân nhau, thường gặp nhau. Bây giờ quý vị biết rằng là tay chân của chú nó sưng phù lên hết, da nó bọc lại xương thôi, còn cái bụng thì nó to như cái thúng vậy đó. Cái bụng nó to như cái thúng vậy đó. Nhưng mà đặc biệt nhất của chú là gì quý vị biết không? Từ cái vai tới cái chân thì giống như hoại tử đi, chỉ còn từ cần cổ đến cái đầu tỉnh queo. Mà chú này đặc biệt là nghe đúng một mình Nhận Đức thôi. Nhận Đức nói sao là nghe vậy? Vợ con nói cũng không bao giờ nghe, vì chú có kiến thức và chú hiểu biết lắm, người mạnh mẽ nữa, nên chú rất quý trọng Nhận Đức, nên Nhận Đức nói là chú nghe đó. Nên Nhận Đức phiên chú niệm Phật này kia đồ chú nghe. Hồi nãy Nhận Đức gặp chú, Nhận Đức nói rằng là không có cái tâm nghĩ rằng là mình tạo ác nhiều quá, với cái hành vi của mình làm sao Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cực lạc được. Phải bỏ cái tâm này nghe không? Phật A Di Đà từ bi, tiếp dẫn là tiếp dẫn chúng sanh khổ đau. Còn nói cái chuyện mà tiếp dẫn bậc A-la-hán, Bồ-Tát, đây là cho chúng sanh á biết được rằng pháp môn tịnh độ này thu nhiếp hàng đẳng giác Bồ Tát luôn. Chứ đừng có nói mà tới chúng sanh lè tè chúng ta. Mục tiêu của Phật A Di Đà là nhìn ai? Nhìn chúng sanh đang trôi lăn như chúng ta, tạo tội nghiệp nhiều mà biết quay đầu niệm Phật, là Phật A Di Đà đang nhìn những chúng sanh này đó. Chú bây giờ mấy năm nay chú niệm Phật mà trong lòng cứ nghĩ rằng là mình như vậy làm sao Phật A Di Đà tiếp dẫn mình, không dám tin đúng không? Bây giờ Nhận Đức nói chú tin không? Nếu nghe Nhận Đức cứ chân thật mà niệm Phật, cứ có mục tiêu là con muốn về cực lạc là đủ rồi. Cứ như vậy, giữ cái tâm như vậy, nói một phát một khởi lòng tin lên liền. Quý vị thấy phải có một người mà người ta tin tưởng duyên đến đấy nghe không? Đó, hồi nãy Nhận Đức nói chuyện với chú, cái bụng to đung lên như vậy. Trời ơi, vậy đó nghe. Mà nằm đó mà niệm Phật đó, từ cần cổ lên đó, cái mặt thì quý vị nếu mà bận bộ đồ lên nhìn cái mặt không giống một chút bệnh nào luôn. Nó chỉ được có cái mặt, còn từ gần cổ xuống dưới là da nó bọc xương, còn cái bụng nó to đùng lên. Thôi mình ăn mà không tiêu một chút thôi nghe, vậy đó mà mình khổ vô cùng. Vậy mà chịu bao nhiêu tháng ngày nay mà cái bụng bự, bữa nay nó bự cung cực lên như vậy. Đó, những Đức nói những con người này là những con người có thể được giáng sanh là vì sao? Vì họ không còn cái gì để núm níu nữa hết trơn á. Nó quá khổ rồi, chỉ cần có thiện chí thức một phiên chân thật. Nên chúng ta dù tạo nghiệp cỡ nào đi chăng nữa, quý vị cũng đừng bao giờ mà nghĩ rằng với cái hành vi của mình làm sao Phật A Di Đà tiếp dẫn. Ngài đại từ đại bi mà làm sao không tiếp dẫn, làm sao không tiếp dẫn. Nên mình đi hộ niệm mình phải gầy dựng cái lòng tin này cho người ta nè, gầy dựng cái lòng tin này nè, nhắn cái lòng tin mà phải tin Phật A Di Đà tiếp dẫn. Ta chỉ là người chỉ niệm A Di Đà Phật, còn cái chuyện tiếp dẫn là Ngài tiếp dẫn, hoàn toàn nương vào tha lực của Phật A Di Đà hết luôn. Chúng ta chỉ có niệm A Di Đà Phật, còn hoàn toàn nương vào tha lực của Ngài. Như vậy thì ta tin hoàn toàn vào Ngài, đây gọi là tín nguyện trì danh, chắc chắn được sanh. Nói một phát chú khởi lòng tin liền. Tên chú Hùng, người thôi một tay giang hồ lang bạc dữ dằn luôn đó, quay đầu về Phật pháp phải không? Nên mình nói chuyện mà nó thẳng thẳng rồi ngang ngang vậy đó nghe, mà một số người mà cứng cỏi vậy mà mình lại đưa họ vào Phật pháp được quý vị. Một số cô nói rằng chồng con đố mà ổng chịu nghe cái người nào ổng ghét một số cái thầy còn hơn cái gì nữa. Vậy mà tự nhiên ổng nghe cái máy của thầy ổng lại chịu. Quý vị biết sao? Vì những điếc nó nói chuyện ngang ngang, nó không có dễ chanh. Tin không tin thì kệ quý vị, tôi đâu có cần dễ chanh quý vị làm gì, đúng không? Như vậy mà người ta lại chịu. Còn cuộc sống bây giờ thì quá nhiều người dễ chanh,
Nên nó gặp vẽ tranh là biết liền à, người ta biết liền, người ta chạy, người ta không thích. Còn mình cứ thẳng, tại vì sao? Mình nghĩ tùy duyên, cứ hết lòng thôi, nghe không nghe thôi, tôi làm chuyện của tôi. Như vậy mà người ta lại chịu tin. Chỗ này quan trọng đó nghe. Cả gia đình người trong đây đi tu, cả gia đình chùa mình độ đặc biệt thì độ cả gia đình, vợ chồng con cháu chích chét gì đến đây tu hết luôn. Nó lớp đệ tử quy của mình đi coi đi, có bầu đến đẻ ra rồi gặp mình khẹt 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 cừ. Tại vì khi mang bầu thì nghe mình niệm Phật kết duyên rồi, rồi ông chồng thấy vợ tính tình tốt vậy đi lại ở đây dính luôn, rồi dẫn cha mẹ vợ cha mẹ chồng đến dính hết luôn. Từ nào đó quý vị thấy có môn tịnh độ này thù thắng mà lợi ích vô cùng lớn chưa? Nên tạo nghiệp như chú Hùng này, cái nghiệp lực quá nặng nề, cận tử nghiệp cũng te tua, chịu 3 năm nay mà nằm một chỗ vậy, không ăn gì mà cứ vậy. Rồi ổng nói một câu nói gì nè, rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy không sai thầy ơi, muốn sống không được, muốn chết không yên là con nè. Muốn chết mà chết không được, không ăn gì mà nó cứ sống hoài. Bây giờ không ăn cái gì chứ mà cái bụng nó to đùng như cái thúng, quý vị nghĩ cái gì kỳ cục ý mà nó không chết. Đó, thấy chưa? Tạo nghiệp mà, muốn sống không được, muốn chết không yên đó. Nó nên mình còn khỏe mình đi tạo nghiệp đi. Chú nói những đứa một câu gì nè, rồi con hối hận quá. Ngày xưa mình không hiểu mình tạo bao nhiêu nghiệp lực, kiếm tiền mà bán cái thứ độc địa đó cho con người ta dùng, bao nhiêu người tan nhà mất mạng, bao nhiêu con người bạn của con đều chết sạch hết rồi. Con mà không đi tu, gia đình của con là tiêu hết, chết xì ke hết. Vậy mà con đi niệm Phật một cái chuyển con rồi, chuyển bà vợ tu luôn, bà vợ giờ tu tinh tấn lắm, hai đứa con xuất gia tu luôn. Thì thấy cả gia đình tu nên chuyển ổng được ở trong ngôi Tam Bảo luôn. Khi chết ở trong ngôi Tam Bảo chết luôn, còn bạn của ổng là chết ở đầu đường xó chợ. Những người mà nghe như vậy rồi từng dính xì ke ma tí, cố gắng ở nhà niệm Phật đi. Nhưng đứa không phải kêu đi vào đây, nhưng mà nên nghe rồi có cái máy, rồi cứ ở nhà quay đầu chân thật mà niệm Phật đi. Thì cái câu ai với Đà Phật này mình niệm, tự nhiên nó có cái sự chuyển biến đặc sắc lắm. Rõ ràng gia đình ông này chuyển biến. Nhưng Đức muốn nói cái tên của chú giống như một lời sám hối thay thế cho chú vậy đó. Quý vị biết rằng là những Đức cũng là con người trọng tình nghĩa. Chú là một con người mà giang hồ lang bạc, nên gặp những Đức cũng thích những Đức. Khi những Đức mới đi xuống dưới đây, những Đức khó khăn, quý vị biết rằng ổng bán nhà đưa tiền hết, bán đất đưa tiền hết luôn. Nên thời gian ban đầu những Đức mới có điều kiện mà những Đức lo cho cả chúng trong chùa này đó. Vì biết rằng là ổng là nhà cửa ổng bán, đất ổng bán, đưa tiền những Đức hết luôn. Nên những Đức ban đầu những Đức làm tượng Phật, làm này làm kia tặng cho người ta, nó hưng khởi lên luôn. Từ cái đà đó mà tiến luôn. Vì biết rằng nên từ cái tình nghĩa đó mà những Đức thấy rằng là anh em đến với nhau rất nhiệt tình, nên có cái duyên với nhau. Những Đức nói rằng hồi đó giờ những Đức chỉ có hộ niệm xong đưa ra khỏi cổng chùa thôi, còn tới chú rồi những Đức đưa chú xuống tới đài quả táng đàng hoàng luôn. Chú nghe lời những Đức, chú chăng thật mà niệm Phật đi, đừng có nghĩ ngợi lo âu gì hết, chỉ có một câu A Di Đà Phật này niệm, chắc chắn Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chú về cực lạc. Chú đưa tay lên cho những Đức, và tay những Đức với tay chú ngoéo với nhau, rằng chú nói rằng là chú con quyết định, con nghe lời thầy niệm một câu Phật hiệu này, quyết chí con có lòng tin phát nguyện cầu sanh cực lạc. Đó, quý vị, người ta gieo nhân gặp quả thôi. Những Đức tuy là nói chuyện không có thích gần gũi với ai, nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà chúng ta đến với nhau nó lâu dài đó quý vị. Nó không có thay đổi tính tình, dù là 3 năm sau cũng là như vậy đó, 4 năm sau cũng là như vậy, tính tình Iran như vậy không thay đổi. Mà ít bao giờ ngồi nói chuyện này chuyện kia, on đơ nói chuyện với nhau, nhưng mà đã biết nhau là chơi cả cuộc đời. Niệm Phật cầu sanh cực lạc, chứ không phải nói rằng là có tiền đem lại thì thầy thầy con, còn không có tiền đem lại thì chia tay nhau, không có. Nghĩa là sống vậy nó không có thật. Mình phải sống thật, phải sống thiệt. Tiền bạc chưa chắc đổi lại cho chúng ta có hạnh phúc đâu, nhưng mà con người chúng ta không nặng gì cái thứ đó nó lại có hạnh phúc. Quý vị phải nhớ nha. Đó, nên mình phải sống cho chân thật, mình là người tu mà. Nên nói sơ qua cho chú quán thân trái chủ, chú cũng nghe được, buông chú ra, giúp cho chú niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Hay có những công đoạn này trong cái quyển sách mà lờ pháp vàng ngọc
của thượng nhân lão pháp sư Tịnh Không. Mà tự nhiên hôm kia ai đưa những đức dạch ra, cái thấy những công đoạn này hay, đọc cho vị nghe nguyên văn luôn, toàn bộ tinh hoa đặc sắc, để vị biết rằng cái sự siêu độ cho người thân mình rồi như thế nào có thể siêu độ cho người thân, và cho những thai nhi vì nghiệp phá thai mà mình đã từng phá như thế nào là thật chắc để giúp cho người ta siêu thoát. Đây có mấy công đoạn rất là hay. Và nói về cái nguồn gốc vì sao mà Phật giáo chúng ta mà có cái chương trình siêu độ cho người chết này nhiều như vậy là từ đâu ra nè. Quý vị nghe Phật pháp mấy đoạn này đặc sắc này để hiểu biết nè. Siêu độ quy mô lớn có hiệu quả hay không? Đây là công đoạn đầu. Không thể nói không hiệu quả, quan trọng là ở người chủ pháp hay người chủ trì siêu độ này. Nếu họ có tu, có chứng, sức mạnh được khẳng định giống như Lương Võ Đế ngày xưa rất yêu quý một phi tử đã tạo tác tội nghiệp, bị đọa vào ác đạo. Trong văn tự Lương Hoàng Xám ghi chép rất rõ Lương Võ Đế là đại hộ pháp của Phật môn, mời Bảo Chí Công đến chủ trì pháp hội siêu độ. Bảo Chí Công chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đem phi tử của Lương Võ Đế từ ác đạo siêu độ đến chờ đau lợi. Vì vậy người chủ pháp đàn cần có tu có chứng thờ đại ngày nay. Người có tu có chứng dường như không còn. Cả đời chúng tôi không dám làm Phật sự siêu độ vì biết mình chưa đủ năng lực, chưa đủ đức năng. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói đó. Là nói về câu chuyện của Lương Võ Đế mà thương yêu một người vợ, mà khi chết đi bà này đọa vào tam ác đạo làm mãng xà, báo mộng cho vua Lương Võ Đế biết. Và vua Lương Võ Đế thỉnh mời Đại Lão Hòa Thượng Chí Công để siêu độ. Mà Đại Lão Hòa Thượng Chí Công là Bồ Tát Quán Thế Âm hóa thân, đã làm pháp sự 7 ngày để siêu độ cho người vợ này. Và làm pháp hội chưa được 7 ngày thì bà đã được sanh lên cung chờ hưởng phước. Và năng lực đó là năng lực của người có tu có chứng mới siêu độ được cho người vợ của vua Lương Võ Đế. Quý vị nghe qua công đoạn này nên chú ý nghe không? Nghe công đoạn này nên chú ý. Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói rằng là nên cả đời của tôi không có làm siêu độ. Đây là khiêm nhường. Có một công đoạn mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài bên Úc Châu, vậy mà có người thỉnh cầu ngài siêu độ qua bên một cái nước khác cho một số hương linh. Như vậy mà ngài ở bên kia siêu độ, bên đây những hương linh được siêu thoát. Đó. Thì quý vị biết rằng là những vị này đều có tu có chứng, mà các ngài khiêm nhường, các ngài nói một câu rằng là cả đời tôi không dám làm chuyện siêu độ. Ý muốn nói cho tất cả chúng ta, mình vừa mới tu đừng có làm cái chuyện xa vời này. Chúng ta chính mình còn chưa có dụng công gì, làm sao siêu độ cho người khác được. Chúng ta nên chân thật dụng công đi, rồi một lời nói của chúng ta mới có thể siêu độ cho người khác được. Phải có công phu mới có thể siêu độ cho hương linh được. Phải nhớ. Chúng ta hiện nay thường giảng kinh niệm Phật, mặc dù chưa đạt tiêu chuẩn như thời xưa 8 giờ giảng kinh, 8 giờ niệm Phật, nhưng chúng ta thực tập không gián đoạn cũng thành tựu chút ít. Đây là công đoạn mà ngài muốn nói rằng là thời xưa 8 giờ giảng kinh, 8 giờ niệm Phật, mình bây giờ không làm được chỗ này. Nhưng nếu mà cả ngày mà bấm niệm Phật á, dù là tán tâm niệm Phật, nhưng nếu siêng niệm Phật này cả ngày đi chăng nữa, dụng công lâu vẫn có chút ít năng lực để giúp cho người thân của mình đó quý vị. Nhớ. Mỗi năm đến kỳ Thanh Minh Trung Nguyên Đông Trí, chúng tôi tổ chức pháp hội tế tổ, cúng tế tổ tiên. Bài vị mà chúng tôi cúng là bài vị tổ tiên chăm họ, một mực bình đẳng, không phân biệt bài vị lớn, bài vị nhỏ, bao nhiêu tiền Phật tử tùy hỷ cúng, hoàn toàn không miễn cưỡng. Pháp hội không thu phí cúng dường. Trước đây mỗi năm 3 lần pháp hội, nhưng gần đây xã hội động loạn, người chết quá nhiều, mỗi tháng chúng tôi làm tam thề hệ niệm một lần, thành tâm thành ý siêu độ cho tất cả oan hồn chết trong tháng. Đây là những việc Phật sự phụ thêm của đạo tràng, hy vọng hàng xuất gia
cũng như tại gia hiểu được lý luận và sự thật của việc siêu độ này. Để thực hiện tốt, chỉ cần tận tâm tận lực, thành tâm khẩn thiết, nhất định sẽ có cảm ứng. Ngài nói rằng là đạo tràng của Ngài một năm chỉ có 3 lần làm siêu độ, nhưng sau này vì người chết quá nhiều nên mỗi tháng cứ là làm siêu độ, mà phải là thành tâm thành ý. Và cái chương trình siêu độ tuyệt đối không có quyên góp tiền của người ta. Bài vị có tiền nhiều thì chú trọng, bài vị tiền ít thì không chú trọng. Đây là cái chuyện siêu độ giả, không phải là thật. Nếu muốn lợi ích thì tuyệt đối không có cái chuyện dính tiền vào cái chỗ siêu độ cho người ta. Tại vì mình cũng chưa có công phu gì, chỉ có thành tâm thành ý, hết lòng mà giúp người ta thôi. Như vậy thì nhất định là có cảm thì ứng, có lợi ích. Ngài nói là có lợi ích. Như vậy thì quý vị một tuần đi đến đây để cùng nghe như vậy, cùng niệm Phật, cùng tu, gọi là cộng lực để cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân và cầu siêu cho những thai nhi vì nghiệp phá thai, chắc chắn là có lợi ích. Vì sao? Vì đức chúng như biển cả mênh mông, một ngọn đèn mình thì chưa phá đi cái bóng tối vô minh, nhưng nhiều người cùng lúc phát lên mỗi người một ngọn đèn, chắc chắn rằng phá đi cái chỗ si ám vô minh của nhiều đời nhiều kiếp sanh hẳn đó, thì có cảm thì nhất định là ứng. Một đạo tràng nghe pháp như vậy mà niệm Phật như vậy, quý vị coi số lượng đông như vậy mà cùng niệm Phật, sự cảm ứng này cỡ nào. Nên người về đây ai cũng vui, từ trường tuyệt. Vì sao? Nhiều người niệm Phật. Quý vị nghe như hồi nãy tới giờ có gì tiền bạc không? Đó. Bởi vì đi về đây quý vị có ghi cầu an cầu siêu mà tính tiền không? Không ghi cầu an cầu siêu luôn. Đó. Chỉ là có máy đặt giùm cho quý vị rất rõ ràng mà làm chuyện này tiết trong thời đại hôm nay. Phù hợp. Bây giờ rất nhiều người làm chuyện này để tu phước. Nếu như những đức chỉ có tặng không, quý vị được một cái máy, xin thêm một cái máy nữa cũng rất kỳ đó. Nhưng hoàn toàn đặt giùm cho quý vị có tiền bao nhiêu, đặt bao nhiêu đi truyền pháp luôn. Khỏi đưa cho những đức chỉ có người làm giùm thôi. Cách làm này quá phù hợp trong thời đại hôm nay. Nếu những đức tặng cho quý vị nhận không được à. Tặng cho quý vị cái máy 200 ngàn, quý vị cúng dường lại 2 triệu đó. Thì tên này nó sẽ nặng gánh và nó sẽ bị chìm ngúng bên dưới luôn. Hôm nay chỉ quý vị cách làm, khắp nơi nơi cùng làm. Kiếm tiền gì chuyện khác, Phật pháp không cần kiếm tiền. Những đức đặt những cái đèn bông sen như vậy, quý vị nghĩ đi. Quý vị ra ngoài mua cái đèn bông sen này nhiêu? Ở đây đặt giùm quý vị 100 ngàn quý vị nghĩ, quý vị đi mua khắp nơi nơi cũng chưa thấy có nữa. Cho quý vị biết, đèn bông sen tốt mà có điệu niệm Phật luôn. Để trên bàn thờ xuyên suốt, để cái điệu hộ niệm cho cha mẹ của mình già nghe suốt luôn. Khi cha mẹ gần mắt, chính cái đèn bông sen này sẽ hộ niệm cho cha mẹ mình xuyên suốt luôn. Trong đây có điệu hộ niệm, bấm ngay cái điệu hộ niệm cho cha mẹ nghe, rồi ghim điện để suốt trong đó, niệm quanh năm suốt tháng, để trên bàn thờ. Trong nhà tu cũng được luôn nữa. Lúc nào trong nhà cũng có cái điệu niệm Phật, nhìn lên bàn thờ cái là thấy cái đèn bông sen này liền. Thì thấy, những đức thấy người ta đặt gì đâu mà cầm bích đi, còn những đức gỡ đi kiện gỡ đi khắp nơi, quý vị thấy không? Đặc biệt thiệt, nếu mà những đức chỉ có tặng không, làm sao nó phát triển được lâu dài? Tặng không làm sao phát triển được lâu dài? Những đức đã từng làm cái chương trình mà gỡ không nhiều năm, những đức biết nè quý vị. Làm cái chương trình gỡ không nó phiền não chết được, mình là phàm phu chịu không nổi. Họ vừa điện thoại cho mình, thầy ơi cho con 3 quyển sách. Xong bữa sau lại điện, thầy ơi hôm qua 3 quyển sách mà còn thiếu quyển, thầy gỡ thêm quyển nữa đi. Bữa sau thầy ơi gì à, chú sao gọi hoài chú, phiền não rồi thấy chưa. Còn bây giờ chùa mình gọi đến là đặt gỡ tiền thì gỡ đồ, như vậy thì tiền trao cháo múc, việc làm rõ ràng không phiền não. Rồi trong thời đại hôm nay đúng là cái cách làm này quá tuyệt. Quý Phật tử khắp nơi nơi cũng khỏi cần đưa tiền, những đức làm pháp thí giùm cho quý vị thôi. Chúng ta cùng tu phước, cùng tu phước. Nó đi đến chùa đặt vài cái máy về tặng cho người thân của mình, đó cùng tu phước tuyệt, tuyệt vời vô cùng. Những đức thấy cái đèn này quá hay, mới về hôm qua 3.200 cái nữa đó, còn tuần trước 2.000 cái, về có 3 ngày không còn một cái luôn, gỡ đi muốn le lử luôn. Cái đèn có 100 ngàn á, mà có nhiều cô có hỏi thầy ơi đèn bông sen gì có nhiều không thầy, mấy chú nói nhiều lắm cô, vậy cho con đặt cái đi.
Về nhiều lắm thầy, mà đã có một cái một à. Một cái một gỡ đi tốn hết 20 mấy ngàn rồi. Nghĩ đi, một kiện đó tốn bao nhiêu tiền gỡ? Tiền gỡ dữ lắm, không có giỡn đâu quý vị. Đó, nên nói cái tiếng đặt dùm thôi đó, nhưng mà ở phía sau của nó là mà gỡ đi á, không đơn giản đâu. Chùa mình gỡ đồ đi một lần, một xe tải chở đi đó. Chở một xe tải đi đến bưu điện nè, bưu điện nói cái này là cái gì mà giữ quý thầy? Học pháp chứ cái gì ông? Không có điêu đồ lậu đâu, ông sợ ông coi đi. Học pháp không á? Toàn bộ là máy nghe pháp rồi đèn bông sen niệm Phật không à. Tại vì họ thấy kiện gỡ đi á. Bây giờ đông tây nam bắc nó đặt quá chàng luôn, thấy không? Cái cách này nó len lỏi Phật pháp vào vùng sâu vùng xa để mà truyền bá. Còn những đứa còn giới thiệu cho người bằng cách gì? Tất cả những chuyện khác kiếm tiền, còn cái chuyện mà đặt máy giùm và đặt đèn bông sen giùm cho người ta ở chòm sớm và mình bán tạp hóa đồ đặt giùm cho người ta, cái này là để tu phước, tuyệt đối không lấy một cắc luôn. Dùng cách này để tu phước, còn cái chuyện làm ăn thì có phước là giàu có. Cách làm này hay, truyền pháp cách này có nghĩa là dùng nhiều đôi tay để truyền pháp chứ không phải mình truyền pháp một mình. Nếu những đức mà tặng hoàn toàn là những đức mang tiếng cho người khác, mà tiền là của chúng sanh mà những đức mang tiếng cho, cuối cùng người ta nói ông thầy này đặc biệt, cái gì cũng cho, cái gì cũng cho. Nhưng những đức bị mang tiếng bán Phật pháp, nhưng mà chỉ cần quý vị lợi ích là được rồi. Tiếng này bị mang không sao, chúng sanh lợi ích là được rồi. Có nghĩa là bị mang tiếng bán Phật pháp, còn người ta thì mang tiếng cho, nhưng mà như thế nào nó dồn vào quý vị ập tiền gì thì quý vị cũng tiêu luôn. Đây là chuyện làm bao nhiêu năm biết hết, nên tới đời những đức là rút kinh nghiệm cái cách làm này. Đặt dùm, có những phái đoàn ở xa xuôi đồ đến, thấy có một số người đủ duyên tặng chứ không phải là xả láng. Xả láng thì thầy trò cũng cuốn gói đi luôn. Làm không lâu dài đâu bạn ơi. Trời ơi, có ai làm lâu dài những đức không? Mấy năm giờ làm tượng Phật, cái đầu những đức nó điều tiết cái cách làm đặc sắc. Nó điều tiết cái cách làm mà làm hoài, làm mãi, làm không nghỉ luôn. Nó gọi là tích thiểu thành đa là như vậy đó. Chứ không phải như người ta mà ao nghỉ. Thôi tôi không làm như vậy, cứ làm mưa lâu thấm đất từ từ. Còn quý vị bây giờ đang nóng không? Bưng một cái nước ác tát như mình rồi xong rồi nó không có cảm giác đúng không? Bây giờ chúng ta đang nóng quá đúng không? Bây giờ làm sao mà nước li ti nó giải lên người ta từ từ, nó thấm từ đầu, nó thấm tới chân, nó thấm từ từ, nó mát người đặc biệt lắm đúng không? Vậy thì cái này cũng vậy, Phật pháp cũng vậy, cứ từ từ, cứ làm hoài. Mà cách làm hoài là như thế nào? Phải điều tiết bằng cái đầu mình để làm, phải điều tiết đó. Tượng Phật phải không, 5 năm chờ không gián đoạn, có thể cả đời không gián đoạn luôn, đừng nói 5 năm. Nó điều tiết cứ là từng nào cũng 50 tượng. Một tuần 50 tượng, một năm bao nhiêu? Bao nhiêu cái lễ? Một lễ 500-600 tượng nữa bao nhiêu? Một đời làm bao nhiêu? Đó. Nên từ nào đó tính con đường dài thì quý vị mới thấy đặc sắc. Nên tất cả quý Phật tử tu phước bằng cách đặt dùm, truyền bá, giới thiệu. Giới thiệu để kiếm tiền thì là phước hữu lậu. Giới thiệu để cho người ta nghe Phật pháp mà không kiếm tiền, như vậy gọi là công đức truyền pháp. Đó. Quý vị thấy không? Ngồi một chỗ niệm Phật dùng nhiều phương diện để truyền pháp, quý vị thấy không? Bữa nay vừa cài được cái mạng Viettel rồi đó, thấy chưa? Ông Viettel xuất hiện ở đó. Quý hởm tưởng đâu cài không được phải không? Cái cô kia cổ đi cài giùm, được liền. Mạng Viettel những đức nói tiếp tục cài mạng Vina luôn đi. Nó díu Quan Âm đợt này những đức sắp một cái dãy bàn bên kia. Rồi những đức nói với cô Phật tử kia, đặt 10.000 cái dòng A Di Đà Phật bằng mũ, nó phù hợp vô cùng. Cái dòng đó có chữ A Di Đà Phật đẹp lắm. Đặt 10.000 cái dòng đó. Xong giới thiệu ra ngoài đó đăng ký điệu niệm Phật, người ta điện lại. Lúc trước thì điện lại, bây giờ mà người ta điện lại thì như thế nào? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Điện lại niệm Phật cho họ nghe. Còn chiếc điện thoại mà cài được á, khi họ điện lại lúc trước á, mà điện lại cái điện thoại mình nó reo lên, chập trình. Chúng ta có khi mà làm bực bội tôi đập mày bây giờ chập trình hoài.
mà bây giờ quý vị cài lên cái điều gì? Khi người ta gọi lại những đức niệm Phật cho quý vị nghe, quý vị dám chửi Phật A Di Đà không? Bên trong cũng phát âm niệm Phật cho người bên kia nghe, bên ngoài mình cũng được nghe câu A Di Đà Phật. Đây là cách mà bồi dưỡng mình dơ dơ khắc khắc, chỗ nào cũng là niệm A Di Đà Phật. Nên những đức nói rằng chiếc điện thoại tu phước tuyệt vời. Trong đây thí dụ như có một cô gái nghe, có nhiều anh chàng thương yêu đúng không? Cài điệu niệm Phật cho anh chàng đó nhá máy gọi để ảnh nghe niệm Phật đi. Ảnh nói em đẹp như vậy mà sao điện thoại cứ cài niệm Phật không vậy em? Mình nói rằng nhờ cài niệm Phật mà đẹp đó anh. Anh gọi cho tôi anh nghe niệm Phật viết từ từ đi rồi tôi dẫn anh đi tu luôn. Rồi quý vị biết rằng đây là cách tu phước đặc sắc. Nghe câu A Di Đà Phật tự nhiên con người sẽ lắng động tâm liền. Hay lắm. Có điện thoại nên cài điệu niệm Phật này, chứ để nhạc chuông chi? Để nhạc chuông có lợi ích gì? Cài điệu niệm Phật đi. Ai gọi cho mình một ngày gọi càng nhiều càng tốt, nhá máy đi. Khi gọi lại đừng có bắt máy liền, một chút xíu rồi bắt máy. Điện chi cho nghe vài câu Phật hiệu đi. Một ngày mà gọi cho tôi 10 lần, một lần gọi nghe 4 câu, vậy thì 10 lần là 40 câu, một đời anh nhất định về cực lạc. Quý vị thấy nhiều cách không? Dùng tịnh độ để mà truyền bá rộng luôn. Đây là cái cách mà mình phổ biến mạnh nè. Những đức phiên quý vị, nếu quý vị mà có dịp đi lên tỉnh Thác Quan Âm á, gặp thầy ở chợ, quý vị nên ngồi bàn với thầy về cái chuyện này đi. Chắc chắn thầy Giác Nhàn mà ổng làm một cái người ta còn đăng ký nhiều đặc biệt nữa. Tại vì cái duyên của ổng rộng lắm, ổng mà làm cái này nè mới đăng ký nhiều nè. Đó, thầy mà phổ biến á nghe, thầy cũng dẻo miệng lắm á. Nên từ nơi đó nên nhiều người cùng làm. Nhiều người cùng làm quý vị nói thầy ơi, chúng con nhiều người quý thầy lắm. Thầy con thấy một số người, đừng có nói những đức mà nói một số người á. Một số người mà cài cái điệu niệm Phật, khi gọi điện thoại lại mà nghe thầy niệm Phật người ta thích lắm á thầy ơi. Thầy nên cài cái mạng Vobi Vina vì theo đi. Trời ơi, thầy ông cài một cái ông thông báo lên cái khắp nơi trên thế giới người ta cài thì chúng sanh được nhờ. Nhiều người gọi nghe có Phật hiệu như vậy thì đem tịnh độ bao chùm chúng sanh, chúng sanh được lợi ích. Đó, thấy không? Miễn sao chúng sanh lợi ích thôi à, cài ai cũng được hết. Nó, tôi là đưa lên tư tưởng vậy đó, đặc sắc hơn nhiều. Nó, quý vị thấy không? Nghe cái chỗ siêu độ, mình mới quay lại cái chỗ này nè. Nghe không? Phải có công phu mới siêu độ được cho người thân, nghe không? Đó, quan trọng đó. Nguồn gốc siêu độ từ đâu? Nghe nè, nghe Phật giáo chỗ này mới đặc sắc nè quý vị. Trong nhà Phật, việc siêu độ vô cùng phổ biến. Có thể nói thời đại này vong nhân là đối tượng chủ yếu của Phật sự. Trước đây Phật giáo dạy người sống, Phật giáo ngày nay lại độ cho người chết. Thời của Đức Thế Tôn là giáo dục, Phật giáo dạy người sống. Còn thời đại hôm nay Phật giáo độ người chết, đem cái chuyện độ người chết làm chủ trương của Phật giáo. Nên một số tôn giáo xem thường Phật giáo cấp thấp là Phật pháp, vì chỉ biết độ người chết không có giáo dục. Từ nơi đó gọi là Phật giáo cấp thấp nhất. Trong khi Đức Thế Tôn, giáo dục của Ngài là trí thiện viên mãn, là một tầng cấp cao nhất. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có giảng thuyết nói một câu rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni là một nhà đại triết học của nhân sinh. Tất cả những người học thức cao cỡ nào cũng phải học với Đức Thích Ca Mâu Ni, vì Ngài là nhà đại học vấn của nhân sinh. Trong khi bây giờ tới đời chúng ta lại đem Phật giáo làm chuyện độ người chết, không đem Phật giáo để giáo dục người sống, từ nơi đó bị người xem thường. Quý vị nghe nè, đó là lý do Phật giáo bị nhìn nhận dưới góc độ mê tín dị đoan. Nhiều người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thấp kém, họ kịch liệt bài xích, trong khi Phật giáo đích thực không phải để siêu độ cho người chết. Lão Pháp Sư Đạo An đã từng giảng nguồn gốc của việc siêu độ bắt đầu từ thời đại Đường Minh Hoàng. Thờ Đức Phật không có, Phật giáo truyền đến Trung Quốc thời kỳ đầu cũng không ghi chép sự việc này.
đến thời đại của Đường Minh Hoàng, vì vua Đường sủng ái Dương Quý Phi, khiến nhân dân và triều thần bất mãn, mới có loạn an Lộc Sơn nổi tiếng trong lịch sử. Sức nguy cấp đến cả quốc gia dân tộc. Với sự đắc lực của Quách Tử Nghi, một vị đại tướng đương thời đã bình định cuộc nổi loạn. Tuy nhiên quân dân tử thương rất nhiều. Sau khi bình định cuộc nổi loạn, triều đình tại mỗi chiến trường chính xây dựng một miếu thờ gọi là Khai Nguyên Tự, vì đúng vào niên hiệu Khai Nguyên, thỉnh cao tăng đại đức tụng kinh bái sám chi điệu cho quân dân tử nạn. Đây là lễ chi điệu do triều đình cử hành, gọi là pháp hội siêu độ. Từ đó dân chúng học theo, mỗi khi có người qua đời, người dân cũng thỉnh pháp sư đến làm Phật sự siêu độ, tạo phong tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên pháp hội siêu độ vào thời đó cũng không nhiều, một năm chỉ có đôi ba lần. Công việc chủ yếu của tự viện Am Đường vẫn là giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Chúng tôi đã xây dựng đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện Nghe Nhìn Phật Giáo, mỗi năm cũng chỉ có ba lần pháp hội siêu độ. Thanh Minh, Trung Nguyên, đồng chí, phương thức chủ yếu là mở khóa Phật thất, dùng công đức niệm Phật hồi hướng cho người mắc. Ngày cuối cùng Phật thất tổ chức tam thầy hệ niệm. Hiện tại rất nhiều nơi cũng dùng phương cách này. Ấn Quang Đại Sư năm xưa còn sống, niệm Phật đường của chùa Linh Nham Sơn không có Phật sự. Phật tử yêu cầu siêu độ tổ tiên, người thân quyến thuộc thì đều để bài vị ở niệm Phật đường. Chùa không làm riêng lẻ cho bất cứ ai, mà lấy công đức niệm Phật của đại chúng ở niệm Phật đường hồi hướng. Cách làm này rất đáng được học tập và nhân rộng. Quý vị nghe chỗ này rồi thì quý vị thấy tự nhiên cái chỗ làm chúng ta tương đối giống hệt lời Ấn Tổ dạy. Quý vị thấy tương đối rất giống. Chùa chúng ta ở đây không có ghi cầu an cầu siêu, nói siêu độ ai cả, mà tất cả những người về đây tu, quý vị thấy khi hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo rất rõ ràng. Đó. Dùng cái cách này để mà bình đẳng cho người tu. Quý vị nghe như vậy rồi quý vị mới thấy được Phật giáo cái nguồn gốc mà tụng kinh gõ mỏ siêu độ cho người chết này là từ đâu ra. Đó, từ một ông vua mê người nữ, rồi nhân dân triều thần không có vừa ý ông vua này, mà xuất hiện loạn thần An Lộc Sơn. Từ nơi đó mà khi dẹp được An Lộc Sơn rồi mà ông vua này thấy sám hối quá, mới mở ra một số chùa chiền, cái nơi mà chiến trận đó, để siêu độ. Nhưng một năm không quá hai lần hoặc là ba lần. Nhưng mà nhân dân thấy vậy thì gia đình có người mất đi, người chết đi, thì bắt đầu như thế nào? Thì tiếp tục là cứ mời người xuất gia, mời người xuất gia đi tụng kinh để mà siêu độ cho người chết. Lâu ngày thành tạp tục, thành quen, và cái việc này đã chiên qua tới đất nước chúng ta, và đất nước chúng ta cũng dính rồi, lan tràn khắp nơi trên thế giới. Người xuất gia cuối cùng đi làm chuyện gì? Tụng kinh gõ mỏ kiếm ăn bằng kinh Phật. Phật pháp đã bị người xem thường và xem Phật pháp là một vị trí mê tín. Phật giáo chỉ có giúp người chết mà không độ được người sống, trong khi Đức Thế Tôn còn sống là Phật giáo là độ người sống. Vì giáo dục người sống được tốt thì người chết sẽ nhẹ nhàng. Còn bây giờ Phật giáo chỉ có độ người chết là việc đã rồi thì mới đi siêu độ. Đây gọi là tưới ngọn mà không bòi gốc. Còn Phật giáo là tứ gốc để phát ngọn. Tứ gốc là gì? Là dạy người từ khi mang thai lớn lên được giáo dục tin nhân quả, nên con người này cả đời sống tốt, tu tốt. Như vậy thì người này khi chết thì sẽ đi đến cảnh giới tốt. Đó mới gọi là bòi gốc phát ngọn. Đúng không quý vị? Nghe nghe, phải nghe Phật giáo là nền giáo dục nghe quý vị. Nghe như vậy rồi mình muốn biết được rằng Phật giáo không phải mê tín. Mà nhiều người bây giờ làm là làm ra Phật pháp mê tín.
chờ người ta chết rồi đến gõ mõ cốc cốc keng keng siêu độ xong rồi, vậy thì xong rồi à. Cả cuộc đời của ông đi xuất gia không biết một chút gì là giáo dục cả. Kẻ ngốc như tôi mà còn học được một chút giáo dục của Phật Đà. Tại vì sao? Vì 10 năm nay không đi cốc cốc keng keng mới tiếp nhận được một chút giáo dục. Nếu tôi 10 năm nay đi cốc cốc keng keng thì tôi cũng không khác gì những vị tăng đi kiếm cơm ăn từ kinh Phật. Quý vị thấy rằng có xứng đáng hay không? Cả cuộc đời mình sống đi làm chuyện đó xứng đáng hay không? Ngồi suy nghĩ đi. Đó, quý vị nghe Phật Pháp như vậy mới tiếc. Nghe như vậy mới có Phật Pháp. Chứ nếu nghe mà sợ đụng chạm người khác thì làm sao có Phật Pháp? Phật Pháp mà nói thẳng nó mới có Phật Pháp. Chứ Phật Pháp mà nhương nhị sợ hãi vậy thì làm sao có Phật Pháp? À, thật sự mà nói cuộc đời chúng ta cũng không có gì để mà sợ mắc hết chứ. Chỉ có cái mạng này mấy chục năm thôi à. Mà nói như vậy cũng đụng chạm ai? Dính người nào sửa được sửa, không sửa được thì ta sửa. Vậy thôi. Ai với đạo Phật? Chị nghe không? Đây là dựa vào lời cao tăng đại đức dạy rõ ràng, thấy chưa? Đâu phải tự ý như Đức nói đâu. Dựa vào lời này để học tập rồi giảng thiết. Đúng tình đúng lý rõ ràng. Đó, nên người mà phát tâm đi tu, hàng cư sĩ bây giờ chuẩn bị phát tâm đi tu nghe. Phải suy nghĩ Phật Pháp là giáo dục nghe không? Đừng có đi theo cái lề lối tụng kinh gõ mõ mà cầu siêu cho người chết nghe không? Làm cái chuyện này cả đời cũng không có kết quả đâu. Nhớ cả đời cũng là đi kiếm cơm ăn bình thường như vậy. Và chết đi đi đọa lạc chắc chắn không có ngày ra. Vì sao? Vì một hạt gạo nặng như núi tu di. Đời này không liễu đạo mang lông đội sừng mà trả. Mà nhận tiền người ta để siêu độ cho người ta, trách nhiệm anh làm xong không? Anh siêu độ cho người ta được mới xong. Còn nếu anh không siêu độ được như vậy thì anh làm chuyện này không xong mà nhận tiền người ta. Đó. Nên người chưa có công phu đi siêu độ cho người ta, đừng nhận một cách nào, thành tâm thành ý mà làm thôi. Đó là có cảm ứng bao nhiêu tùy duyên, vì tôi không nhận tiền mà có tâm thương người giúp người. Muốn đi siêu độ cho người ta, muốn lập một tam thời hội niệm 2 tháng sau làm. Như vậy thì như thế nào? Trong mấy tháng này dụng công niệm Phật cho sâu. Dụng công niệm Phật cho sâu để ngày đó mỗi một ban bệ tam thầy hệ niệm, người chủ sướng, người mà pháp khí, mỗi một vị trí đều có công phu niệm Phật nên tâm thanh tịnh thì làm được tam thầy hệ niệm có cảm ứng. Còn nếu như không dụng công mà ngày đó làm sao đi siêu độ cho người ta? Coi chừng hương linh nó sẽ quay ngược lại với quý vị đó. Đừng có đùa. Nó nên nghe rõ ràng nghe không? Nên lão thật mà niệm Phật để dụng công đi. Nó dụng công niệm Phật là tuyệt nhất, đặc biệt nhất nhớ. Vì sao phải tụng kinh siêu độ? Ý nghĩa của tụng kinh siêu độ so với hình thức chi điệu của thế gian hẳn nhiên là sâu hơn. Chi điệu thế gian chỉ mang mục đích kỷ niệm, tưởng nhớ, tuyên dương những công hiến, những cống hiến lúc người đó còn sống, xong rồi quên lãng. Nhưng ý nghĩa tưởng nhớ trong Phật Pháp thì sâu hơn. Tụng kinh niệm danh hiệu Phật Bồ Tát là kiểu chi điệu có ý nghĩa thực chất nhất. Người xưa có câu thế gian hảo ngữ Phật thiết tặng. Việc tốt ở thế gian Đức Phật đều đã làm. Cho nên chúng ta hãy học theo lời Đức Phật để chi điệu người quá cố bằng những việc tốt mà thật ngữ nhà Phật gọi là công đức chân thực. Người mắt nhìn thấy việc làm của chúng ta, họ vô cùng hoan hỷ. Người sống thực tập như lý như pháp thì lợi ích người mắt nhận được một phần. Đạo lý này người bình thường khó có thể hiểu được, đôi khi còn cho là hoang đường. Chỉ khi tu học chúng ta mới liễu ngộ, mới hiểu được chân tướng sự thật. Ngày nay ít người hiểu hoặc hiểu sai quá nhiều, cho nên cần phải nâng cao cảnh giới của mình thì mới có thể có nhận thức chân thật triệt để. Quý vị biết cái chi điệu rồi đúng không? Là người này có công với tổ quốc, có công với mọi người, tới ngày lễ lộc và nêu người đó và công sức người đó lên một chút như vậy, xong rồi quên mất. Việc làm này Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng không bằng cái chuyện mà chúng ta tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người này và tưởng nhớ đến người này. Và chỗ thật chắc nhất là con người hiện tại
đang sống còn và nghĩ đến cái công sức của cái người gây dựng một đất nước đó, một cái công cán gì đó mà hy sinh. Chúng ta nhìn từ người đó để cái góc độ kế tiếp của chúng ta phải học theo cái đức hạnh người đó để mà làm. Như vậy thì người đó nhìn thấy như vậy vô cùng vui lòng và trong lòng cảm thấy rất là an ủi. Đem cái công đức làm thật chất này để hồi hướng cho người đó thì họ sẽ hưởng được một phần, sẽ được lợi ích vô cùng tặng, còn hơn cái chuyện chi điệu chỉ đọc vài câu rồi quên lãng người này. Đây chỉ có hình thức không có thật chất lợi ích thật sự. Đó, nghe Phật pháp chưa quý vị? Tuyệt chưa? Nó mình mới cảm giác được, không phải là nói một hai câu hò hét hay ho gì đâu, mà phải thật chất là con người này nghe phải làm nè. Phật pháp là như vậy đó. Rồi cái người kia người ta hay ho gì đó mình làm theo, học theo. Nó những người đi trước người ta làm quan làm vua, người ta anh minh, người ta làm quan người ta không tham ô. Như vậy thì bây giờ mình học theo làm quan được có tham ô? Như vậy là chi điệu thật sự. Vì học theo cái tấm gương đó mà làm. Vậy thì tuyệt. Đây là giáo dục thật chất đó quý vị. Nó rất là đặc sắc. Kinh Địa Tạng đưa ra hình ảnh nữ Bà La Môn siêu độ mẹ mình, không thỉnh pháp sư đến làm Phật sự, không hề mời người đến tụng kinh, mà cô dùng phương pháp tu học, dùng bản thân đích thực quay đầu, đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm, chân thành sám hối. Sau đó lấy công đức này để tưởng nhớ mẹ. Mẹ cô nhờ đó mới triệt để đoạn ác tu thiện, đích thực phá mê khai ngộ, và từ địa ngục liền được sinh thiên. Thế nhưng nếu tư duy và quan sát tỉ mỉ, chúng ta sẽ thấy nữ Bà La Môn nhờ mẹ tạo ác, đọa địa ngục nên cô mới có động lực quyết tâm tu hành nghiêm túc. Công phu của cô là cảnh giới A-la-hán, thật sự chuyển phàm thành thánh. Người giúp cô đạt đến cảnh giới này chính là mẹ cô, nhờ duyên của mẹ thúc đẩy cô tu hành chứng quả. Khi đã chứng quả, công đức đạt được lại làm vẻ vang cho mẹ mình. Mẹ cô siêu sinh từ địa ngục lên cung trời đau lợi. Chúng sinh ngày nay chỉ biết làm theo hình tướng mà không hiểu nội dung thực chất, cho nên không đạt hiệu quả lớn. Quý vị nghe đặc sắc thiệt. Siêu độ bằng cách nào? Những người làm con của chúng ta đang nhớ ơn cha mẹ mình, hoặc là trong mơ chúng ta nằm mơ thấy người thân của mình tự nhiên hiện hình, họ đang khổ đau đói khát và hiện hình nói rằng bây giờ họ làm gà, làm gắn hay làm con vật gì rồi. Trong mơ chúng ta lại thấy như vậy. Bây giờ mình mỗi ngày đang bất an, đừng nên bất an, mà chúng ta nên thành tâm luyện công phu của chính mình, công phu cho tốt, niệm Phật mỗi ngày để hồi hướng cho họ. Hồi hướng cho họ một ngày nào họ sẽ không báo mộng cho mình biết, hoặc là họ sẽ báo mộng cho mình, họ nói rằng là nhờ công đức của con, của chồng hay của người thân, niệm Phật hồi hướng mà bây giờ tôi đã được siêu thoát rồi. Cảm ơn quý vị. Như vậy thì vô cùng đặc biệt. Đặc biệt thiệt. Nhớ, phải làm thật. Chứ bây giờ quý vị nghe như vậy, thấy như vậy rồi đi nhờ người tụng kinh giùm, đi nhờ người làm giùm hoàn toàn, chỗ này không phải là không có lợi ích, mà có một lợi ích nhỏ quá. Vì cái người làm giùm đó cũng chưa chắc là người có tâm tu. Họ làm giùm, họ lấy tiền, họ đi làm chuyện tầm bậy. Như vậy thì đưa tiền này để cho họ đi làm bậy, quý vị làm sao có công đức? Không bằng chính quý vị dụng công tu hành. Chỗ đặc sắc nhất của quý vị bây giờ, đặt máy nghe pháp, tự tay đi tặng. Tự tay đi tặng. Bây giờ cả người xuất gia chúng ta cũng không tin luôn. Vì sao? Vì giả dối quá nhiều, làm sao tin? Đó, chỗ này là chỗ xác thực, người nào nghe cũng chấp nhận chỗ này. Hôm qua những đức gặp hai vị tăng, những đức nói với hai ông đi đến đây muốn ở đây tu. Những đức nói quy trình sơ qua ở đây cho các ông nghe. Nơi đây sống như vậy đó. Ông nói, nghe thầy nói xong tôi tốt mồi hồ. Ở đây là sống như vậy đó, 2 giờ sáng thức, thức nổi không? Rồi không xài điện thoại, không về nhà, không giữ tiền, không giao du với Phật tử. Chuyện gì cũng không được, chỉ có niệm Phật, làm cặm cụi trong chùa, chỉ biết làm, biết tu và cầu vãng sanh thôi. Còn cái gì cũng không được dùng hết, chỉ có ăn cơm, bằng đồ thì có đồ bạn, vậy thôi, ở nổi không? Ông nói mồ hôi con đổ nhiều lắm rồi đó thầy. Nghe sơ qua ở trong trường Phật học, những đức nói ông trong trường Phật học tôi chưa từng đi học nhưng tôi biết hết. Nói sơ qua quy trình trường Phật học cho ông nghe, ông ngớ người, ông nói trời ơi, tôi nghe nói thầy chưa từng đi đến trường Phật học, sao cái gì thầy cũng biết chứ nhỉ? Niệm Phật là cái gì cũng biết hết ông ơi.
tôi biết trong đó đang làm cái gì trong đó hết á. Đó. Xong tôi nói sơ qua rồi đó, đến đây thì phải theo quy trình ở đây được không? Ông nói để con về con suy nghĩ lại. Như Đức nói suy nghĩ cho kỹ đi, gác chân lên trán suy nghĩ cho kỹ đi nghe. Chứ đi rồi mà quay lại không được chỗ đó nữa là kẹt lắm á nghe ông. Không phải đơn giản đâu, cái nơi đây không đơn giản, cái gì cũng không được hết. Những Đức là kẻ ngang tàn nữa. Trời ơi, mắng người là mắng trước công chúng chứ không, không cần kêu riêng ai chứ ha. Đột phá như vậy đó, tỳ kheo thì gì trước công chúng cũng xử luôn nữa. Ngày xưa những Đức còn là cư sĩ còn bắt tỳ kheo quỳ trước chánh điện cho quý vị biết. Ngày xưa còn cư sĩ đã làm chỗ đó rồi đó. Việc phải vậy thôi à. Nên từ nơi đó cái chuyện những Đức chia sẻ là rất thật chắc. Nên ngôi chùa mình quý vị đến đây khỏi có nghĩ đến cái chúng này một cắt bạc nào chứ. Cúng dường cứ bỏ thùng tam bảo đi hết đi. Đó là chỗ bình đẳng đến đây tu hành, nhiều ít gì không ai để ý đến hết. Nó chỗ này đặc biệt nhất. Nên nghe cái chỗ siêu độ mới thấy rằng là chúng ta đều có cha mẹ ông bà đang chưa được siêu thoát. Như vậy mà mỗi ngày chúng ta cứ là lịch tịch tàn tan, không chịu lo cái chuyện cho bản thân mình, chứ đừng nói chi là lo cho ông bà cha mẹ. Trong tam phước Phật đã dạy hiếu thảo cha mẹ, kính trọng sư trưởng, từ tâm bát sát, tu thập thiện nghiệp. Cái phước đầu đã nhắc nhở mình như vậy rồi để mà đi vào Phật giáo. Hiếu thảo cha mẹ có hai ý nghĩa. Một là hàng cư sĩ ngoài đời hiếu với cha mẹ là hiếu thế gian. Hai là người xuất gia xa căn nhà thế tục, hiếu với cha mẹ là hiếu xuất thế gian pháp. Ông đi xuất gia ông phải tu, ông hướng đến chỗ giải thoát. Đây là chỗ hiếu rốt ráo, bao trùm tất cả hiếu từ thế gian, tất cả những chuyện hiếu của thế gian. Hiếu trong Phật giáo, người tu chân thật là bao trùm hết. Đó là hai ý nghĩa. Còn phụng sự sư trưởng, phụng sự thế gian thì lo cái chuyện cho thầy nước nôi cơm áo. Còn phụng sự sức thế gian là nghe giáo pháp rồi chân thật mà tu, y giáo phụng hành, nghe theo cái gì hay thầy dạy để truyền bá. Những Đức học trên kia 5 năm, đem pháp môn tịnh độ chân thật mà làm, chân thật niệm Phật, ở trong chùa không đi đâu, khỏi cần ai quản thúc. Những Đức nói rằng ở đây hòa thượng yên tâm, mở cổng chùa ra những Đức cũng không ra cổng chùa nữa. Đưa tiền những Đức cũng không xài nữa, đưa danh cũng không cần luôn nữa. Vậy thì giới lực khỏi cần đưa đến người này chi nữa chứ. Tại vì sao? Vì người này muốn tu thôi, không muốn đi đâu hết, khỏi cần buộc ràng, khỏi cần đóng cửa chùa luôn, cũng không đi luôn nữa. Nó, từ nơi đó quý vị phải biết được rằng cái phụng sự sư trưởng xuất thế gian là gì? Là y giáo phụng hành. Sư trưởng chúng ta là ai? Đức Thích Ca Mâu Ni. Tất cả những người xuất gia cho chúng ta sau này đều là đại diện cho tăng đoàn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi Phật đã nhập Niết Bàn. Nhưng cái ý nghĩa phụng sự sư trưởng là phụng sự giáo pháp Đức Thế Tôn. Đó là giáo pháp giác ngộ của Đức Thế Tôn, đi tu mục tiêu giác ngộ. Như vậy thì chúng ta gọi bổn sư là ai? Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy đại giác ngộ, thầy của chờ người, nên xứng đáng làm thầy của chúng ta, đưa chúng ta đi đến cái chỗ giác ngộ là học theo ngài. Còn vị thầy thời đại hôm nay chúng ta gọi là bổn sư chỉ hình thức bổn sư. Vì sao? Vì họ chưa giác ngộ nên không gọi là bổn sư. Bổn sư chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni hoặc là những vị chứng quả mới gọi là bổn sư. Đây là vị thầy xuất thời gian pháp. Phải hiểu nguyên lý. Hiểu rồi đi tu nhất định sẽ không đi sai, sẽ biết học với người, cái gì hay sẽ biết học. Còn nếu không thì mù quáng đi lầm đường lạc lối. Những Đức đi tu 10 năm, 5 năm học với thầy trên kia, thấy cái pháp tịnh độ đặc biệt. Xa thầy rồi, nhân duyên mình được có nhân duyên này, chân thật mà khuyến người niệm Phật, đó là trả ơn cho thầy ở chỗ đó. Đi đến ngôi chùa này chân thật quét chùa cho hòa thượng, như vậy thì là báo ơn cho hòa thượng ở đây. Tuổi già hòa thượng vui vô cùng, làm người đệ tử chân thật mà làm chỗ này cho thầy được vui. Còn hướng đến giáo pháp Đức Thế Tôn là giải thoát. Quý Phật tử phải nhớ mình là người tu hành, phải có tâm giải thoát quý vị. Những Đức nuôi người già thấy một đời có người qua mau quý vị ơi, tạo cái gì cả cuộc đời, rồi cuối cùng đến tuổi già thấy khổ quá, quá khổ. Từ nơi đó quý vị gặp được tịnh độ này ở nhà, dù gặp hoàn cảnh gì đi chăng nữa mình cũng cố gắng niệm Phật. Đây là thù thắng. Nhớ việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ quan trọng nhất.
nó không có nặng nề cái việc thế gian, không phải đá đổ việc thế gian, mà chúng ta tùy phận, tùy duyên để làm cho tốt. Còn đặt vấn đề chính nhất là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ thật chất. Buổi giảng hôm nay chia sẻ đặc biệt đó quý vị, có nhiều tư tưởng rất là đặc sắc mà chúng ta được học và hiểu biết thêm Phật giáo như thế nào. Đúng là một nền giáo dục trí thiện thiệt. Mỗi tuần quý vị về đây bồi dưỡng, và chúng ta cùng cộng lực tu để hồi hướng cho cha mẹ mình đã mất hoặc cha mẹ mình còn sống, và chính mình cũng được thấm nhuần được giáo pháp quý vị. Chúng ta được có duyên gặp nhau, nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ người người gặp Phật pháp, gặp pháp môn tịnh độ này có lòng tin vững chắc, cả một đời người đang sống đều là có cái tâm hoàn truyền Phật pháp. Xuất gia hàng cư sĩ gì dùng hết tâm lực của mình giới thiệu cho một người niệm Phật thì chân thật mà làm, bất cứ một cương vị nào cũng có thể truyền pháp được. Nên chân thật mà làm, cả cuộc đời này sống có ý nghĩa. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mỗi tuần chúng ta về đây nghe chia sẻ Phật pháp và được lễ Phật cúng thí thực phóng sanh. Quý vị ra ngoài này, quý vị thấy chùa chúng ta cúng thí thực mà dọn ra quý vị thấy cũng thèm ha. Những đức mỗi lần nhìn tự nhiên cũng đói bụng. Cúng cho người ta mà mình thấy thèm là có nghĩa là mình cúng được. Còn nếu mình cúng người ta mà mình thấy thức ăn mình không muốn ăn chút nào, có nghĩa là hương linh ta cũng không thích. Nên những người mà mang cái nghiệp phá thai mà mỗi tuần mình về đây đó, vì nghĩ đi, những cái thai nhi ở nhà vì đâu có cúng đâu, mà cúng cũng chưa chắc dùng được nữa. Mà nhờ cái quay lực của đại chúng này nè mà mình cúng người ta dùng được, mà ta hưởng pháp vị nữa đó nghe. Nên cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chúng ta đều là nương vào cái nguyện lực của Phật để mà mời họ về đây hết, để họ hưởng tài thọ thực nghe pháp, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, quyết tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Nên cái hội chúng như vậy nè, chúng ta đó là không có mang cái tâm á, mà gọi là một cá nhân nào cầu siêu, mà nương toàn chúng để mà cầu siêu cho những người mắc chưa siêu thoát trong gia đình của mình, và nương vào cái quay lực này để cầu an cho toàn thể trong gia đình của mình. Đây là chỗ thù thắng. Nên chúng ta đem công đức này cầu an cho toàn thể đại chúng. Nguyện quý vị luôn luôn có sức khỏe, và gia đình có sức khỏe, và vợ chồng sống hạnh phúc, và con cái ngoan ngoãn, gia đình làm ăn được tốt. Từ ngay chỗ đó mà Phật pháp người ta sẽ tin dùng và tiếp nhận Phật pháp, từ ngay chỗ là quý vị phải tin nhân quả và tiếp nhận giáo dục. Và chúng ta nguyện đem công đức này cầu siêu cho Trần Miêu hưởng thọ 76 tuổi, Lê Thị Nhiên hưởng thọ 83 tuổi, Trần Sang hưởng thọ 69 tuổi, Phạm Thị Thua hưởng thọ 47 tuổi. Và chúng ta đem công đức này hồi hướng cho tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát, như thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người mắc trong gia đình quý vị chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Khi chúng ta cúng thí thực như vậy, chư hương linh hưởng tài thọ thực, không có chấp vào thức ăn này mà nên chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật về thế giới cực lạc, thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, thần thông tự tại, một niệm đi tha phương pháp giới, cảnh giới đó mới thù thắng. Chúng ta chỉ hưởng tài thọ thực, chỉ cái hương vị một chút thôi, không thể nào hưởng được cái hương vị pháp vị ở thế giới cực lạc. Nên phát tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đăng Phật tự chúng, ngạ kim tí như cung
từ thực biến thập phương nhất thiết từ cộng nguyện dị tử công đức vô cộng nữ nhân thiết ngà đăng giờ vẫn tự danh thành vẫn đạo như đăng ngũ tình chung ngã kim ti nhự cung thực biến thập phương nhất thiết tình cộng nguyện dị tử công đức vô cộng nữ nhân thiết hộ tình giai cộng thành vẫn đạo như đắng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung biến thập phương những tiếng cô hồn cộng nguyện dị tử công đức vô cộng ư nhân thiệt ngà đăng giữ cô hồn giai cộng thành vẫn đạo án mộng lũng lăng ta bà ha án mộng lũng lăng ta bà ha lũng lăng ta bà ha án ngã nga nắng tam bà vợ việt dẫn ra hồng án ngã nga nắng tam bà vợ việt dẫn ra hồng và việt nhật ca ra hồng gia trì chú thực diệu già đà biến thiệu thành đá giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập loại hồn ơi, ú vị vô danh, hổ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, có nay sinh phát nguyện vãng sanh, côi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi quý vị cúng đám giỗ hay gia đình có người mất gì đó, ăn tổ nói một câu Phật hiệu này mà niệm đến cùng là thù thắng hơn là tụng kinh trì chú rất nhiều lần nha. Nếu chúng ta có lòng tin thì một câu Phật hiệu này khi cúng mà niệm thì rất là thù thắng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu muốn các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm.
Khi vãng sanh về thế giới cực lạc, đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào chúng ta cũng có trí tuệ và thông minh, và chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được có sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay để thả chim nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật cũng thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta ai trên đường đi dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.